Xin mời quý vị đại biểu ổn định chỗ ngồi để chương trình của chúng ta chuẩn bị bắt đầu ạ. Kính thưa các vị khách quý, được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hôm nay tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức diễn đàn Dự báo Kinh tế Việt Nam 2022-2023, kịch bản tăng trưởng và một số triển vọng một số ngành kinh tế chính, nhằm kết nối các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành và doanh nghiệp chia sẻ dự báo tác động các động lực tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam năm 2022-2023, nhận diện các ngành, các lĩnh vực có triển vọng tích cực và kiến nghị giải pháp để tận dụng cơ hội cho kinh tế Việt Nam đạt được các mục tiêu mà chính phủ đã đặt ra. Tham dự diễn đàn hôm nay, cho phép tôi trân trọng giới thiệu Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Ông François Penchoff, trưởng đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam. Bà Nguyễn Lệ Thủy, Tổng biên tập tạp chí Kinh tế và Dự báo. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Vingroup. Giáo sư Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, thành viên Hội đồng biên tập tạp chí Kinh tế và Dự báo. Giáo sư Trần Thọ Đạt đang công tác nước ngoài nên sẽ tham dự với chúng ta theo hình thức trực tuyến. Ngoài ra, tham dự diễn đàn hôm nay còn có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thành viên Hội đồng biên tập tạp chí Kinh tế và Dự báo. Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam. Cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí đến dự diễn đàn. Đặc biệt, Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp đồng hành cùng diễn đàn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, nhãn hàng Đạm Phú Mỹ và Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức đã hỗ trợ chúng tôi tổ chức diễn đàn này. Và để mở đầu, tôi xin trân trọng giới thiệu Thứ trưởng Trần Quốc Phương sẽ lên phát biểu khai mạc. Kính thưa ông François Penchoff, trưởng đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị. Kính thưa ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đồng chủ trì hội nghị. Thưa tất cả các quý vị, lãnh đạo các ban bộ ngành, đại diện các ban bộ ngành trung ương, các diễn giả cũng như toàn thể các quý vị đại biểu. Trước tiên, cho phép tôi thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị đại biểu đã đến tham dự diễn đàn Dự báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 và năm 2023, kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính. Như quý vị cũng đã biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức là nhiều hơn. Đầu năm 2022, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 01 ngày 8 tháng 1 năm 2022 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình. Tại Nghị quyết số 01, Chính phủ đã đặt ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2022. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP đạt khoảng 6,5%, bình quân đầu người GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.900 đô la, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,5-25,8%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,5%, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 27,5%. Cùng với đó, tại Nghị quyết số 11, Chính phủ đã đặt mục tiêu phục hồi phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 21-25 với tăng trưởng GDP bình quân 6,5-7% một năm. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%,
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn. Qua 4 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung, nền kinh tế nước ta tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở một số ngành lĩnh vực. Cụ thể, tăng trưởng GDP quý 1 năm 2022 ước đạt 5,03% so với cùng kỳ. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng CPI 4 tháng đầu năm đạt tăng 2,1%. Các cân đối lớn về tài chính tiền tệ tín dụng cơ bản được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan. Điều đáng mừng là quý 1 năm 2022, chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng lên 73%, tăng 12% so với quý 4 năm 2021, là mức cao nhất kể từ sau đợt dịch bùng phát lần thứ tư. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 49.591 doanh nghiệp, là mức cao nhất trong giai đoạn 4 tháng đầu năm từ trước đến nay tại Việt Nam. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm ước đạt 5,92 tỷ đô la, là giá trị cao nhất trong 4 tháng đầu năm trong các năm từ 2018 đến năm 2022, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của cả năm. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy quyết sách nới lỏng các quy định chống dịch và tiếp tục phục hồi phát triển kinh tế của Chính phủ đã giúp các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, tin tưởng và lạc quan về tương lai nền kinh tế Việt Nam. Thưa quý vị và đại biểu, dù lạc quan với triển vọng kinh tế Việt Nam, nhưng chúng ta cũng nhận thấy môi trường kinh doanh ngày càng xuất hiện những thách thức mới, khó lường. Trên trường quốc tế, kinh tế Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu chứng lại, lạm phát tăng cao, khả năng thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ cao trong khi sức mua bị giảm thấp. Kinh tế châu Âu đang đối mặt với nguy cơ suy thoái khi giá dầu và giá kim loại tăng cao do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Kinh tế Trung Quốc đứng trước rủi ro tăng trưởng chậm lại. Trong khu vực ASEAN, tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu có dấu hiệu giảm động lực. Chỉ số PMI tháng 3 năm 2022 ở mức 51,7 điểm, là mức thấp nhất trong 6 tháng trở lại đây. Đặc biệt, lạm phát đang gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới do giá năng lượng, lương thực trên toàn cầu tăng mạnh, đã và đang tạo tác động dây chuyền đến giá cả hàng hóa và dịch vụ khác. Đối với Việt Nam, từ đầu năm đến nay, chúng ta cũng đã chứng kiến một số dự báo lạc quan từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng kinh tế nước ta sẽ phục hồi ở mức 6,5% năm 2022 và đạt 6,7% năm 2023. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ đạt 5,3% năm 2022, sau đó sẽ ổn định trở lại quanh mức 6,5%. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 xuống mức 3,6%, nhưng tin rằng tại Việt Nam, tiến trình phục hồi kinh tế sẽ mạnh lên từ việc thực thi chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 6% trong năm 2022 và 7,2% trong năm 2023. Thưa quý vị đại biểu, đại dịch COVID-19 dù đã được khống chế ở nước ta nhưng chưa kết thúc, trong khi bức tranh kinh tế, chính trị quốc tế đang có những biến động rất lớn, đòi hỏi công tác dự báo về triển vọng kinh tế vĩ mô cũng như kinh tế ngành cần được cập nhật dựa trên những phân tích khoa học, chuyên sâu và đa chiều. Thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi đánh giá cao nỗ lực tổ chức diễn đàn dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023, kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính của tạp chí Kinh tế và Dự báo vào thời điểm nền kinh tế vừa đi qua 4 tháng đầu năm 2022 và đang đối diện với nhiều diễn biến mới từ bối cảnh trong nước, quốc tế. Tôi tin tưởng rằng những phân tích dự báo được chia sẻ tại diễn đàn sẽ có đóng góp tích cực không chỉ với công tác hoạch định chính sách mà còn hữu ích đối với hoạt động của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để cùng hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước như các nghị quyết của Chính phủ đã đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc diễn đàn dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023, kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính. Chúc diễn đàn thành công tốt đẹp, chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương với bài phát biểu khai mạc của diễn đàn chúng ta ngày hôm nay. Thưa các quý vị đại biểu, như các quý vị cũng đã biết thì dịch COVID-19
đã khiến cho tăng trưởng kinh tế của nước ta trong hai năm 2022 và 2023 ở cái mức rất là thấp so với nhiều năm trở lại đây. Và trong bối cảnh đó thì Quốc hội đã ban hành thông qua cái nghị quyết số 43 về thực hiện về các cái chính sách tài khóa và tiền tệ để mà thực hiện cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Theo như chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì các quý vị sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái phần trình bày của ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội về cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cơ hội, yêu cầu và thách thức. Tuy nhiên thì Ban Chủ tịch chúng tôi cũng có một chút thay đổi. Phần trình bày của ông Phan Đức Hiếu sẽ được trao đổi với các quý vị đại biểu vào cái phiên thảo luận trước khi chúng ta bước vào phiên thảo luận. Và để tiếp nối chương trình sau phần mở đầu khai mạc của Thứ trưởng Trần Quốc Phương thì chúng tôi xin mời các quý vị đại biểu chúng ta sẽ nghe một cái phần trình bày về triển vọng kinh tế toàn cầu dưới tác động của dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine cũng như triển vọng kinh tế Việt Nam theo đánh giá của IMF. Thì ngay sau đây thì chúng tôi xin kính mời ông François Pencher, trưởng đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Việt Nam sẽ lên chia sẻ với các quý vị đại biểu một cái nội dung về triển vọng kinh tế toàn cầu và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông Pencher. I see the slides. Yeah. Thank you, Deputy Minister. Thank you, Ms. Thuy, Mr. Yu, dear colleagues and friends. It's a pleasure to be here to discuss global economic developments, the outlook and policy recommendations for Vietnam. Let me first quickly summarize the latest external sector developments as they are critical for Vietnam's economic outlook. I'll focus on the two most important ones recently, so COVID, and then the war in Ukraine. So let me start with COVID or Omicron wave. Since our last projection in January, Omicron has hit many countries around the world, including Vietnam. And as you can see on the left-hand chart, in most of Asia, case counts have passed their peaks. However, a few countries are still suffering big waves of infections, including China. And while some countries are moving towards treating COVID as an endemic disease, in China, strict lockdowns are still being imposed to contain the spread of the virus. And this could have implications for Vietnam, of course, as China is a large export market, but also a large supplier of intermediate inputs for Vietnam's manufacturing and export sectors. But overall, as you can see from the right-hand chart, mobility had returned to pre-pandemic levels at the end of 2021, and there's been a moderate drag from Omicron in the early 2022. Now, as you know, the war in Ukraine has had a large impact on commodity prices, including food staples, oil and metals, as shown on the left-hand chart on the slide. Note that the price of rice, Asia's heavily favored staples, has risen more modestly than the price of wheat. But even prior to the war, inflation had surged in many countries because of soaring commodity prices and pandemic-induced supply-demand imbalances. War-related supply shortages
will greatly amplify those pressures. And although bottlenecks are expected to eventually ease as production elsewhere responds to higher prices, supply shortages in some sectors are expected to last into 2023. As a result, inflation is now projected to remain elevated for much longer than in our previous forecast in both advanced and emerging market and developing economies. That you can see on the right-hand side of the slide. Let me say that in many countries, inflation has become a central concern. In some advanced economies, including the United States and some European countries, inflation has reached its highest level in the last 40 years. In the context of tight labor markets, there is a rising risk that inflation expectations could become de-anchored, prompting a more aggressive tightening response from central banks. In emerging market and developing economies, increase in food and fuel prices could also significantly increase the risk of social unrest. Now let's look at the growth projection. Our last forecast from the April 2022 World Economic Outlook is shown here, as well as the forecast revisions compared to the January 2022 projection. The two main factors driving the revision in 2022 are the emergence of Omicron and the war in Ukraine. And as you can see, world growth in 2022 is expected to reach 3.6%, a downward revision of 0.8% compared to the January projection. In particular, growth in Vietnam's exports market, such as the United States, Europe, and China, has been revised down, especially in Europe. For China, the downward revision reflects a number of developments unrelated to the war, including lockdowns. But for Asia, like for Europe and the United States, downward revisions to growth are being accompanied by upward revisions to inflation. That is, the recent developments have been stagflationary, and this will aggravate the difficult trade-off that policymakers will face. Okay. So basically, in terms of the external environment, what we see is lower growth, higher inflation. And so with that in mind, let's focus on Vietnam. After a slow start, Vietnam managed to achieve remarkably high vaccination rates, prompting a strategic shift towards living with COVID. And since the easing of restrictions, mobility has improved, and an economic recovery is underway, aided by accommodative macroeconomic policies. Policies have remained supportive of the recovery. First, despite the significant shock, Vietnam has successfully maintained fiscal, external, and financial stability. Second, throughout the pandemic, Vietnam has provided macroeconomic support. Fiscal policy, as you know, provided support to households and firms. The SBV maintained liquidity, reduced interest rates, and allowed forbearance on loan classification
and provisioning, which was essential to help banks fare safely through the crisis and provide and prevent a credit flow from seizing up. Now, there's the new program for recovery and development, which is timely and well-placed to entrench economic recovery. The fiscal stimulus under the PRD presents an opportunity to entrench the recovery, mitigate the scars of the pandemic, and deliver sustained and inclusive growth, but spending efficiency and steadfast implementation will be critical. Nonetheless, the recovery has been uneven, although it's starting to be less uneven. Since the easing of restrictions, economic recovery has been largely supported by a rebound in manufacturing and exports, aided by, as I said, accommodative policies. Growth in 2021 Q4 and 2022 Q1 at about 5% year over year is still below its pre-pandemic trajectory, as domestic demand and services remain sluggish. But as you can see on the left-hand chart, it's picking up. So retail sales are picking up. Labor force participation and employment has been gradually recovering after declining to their lowest levels in a decade. And while labor shortages appear to have largely eased, underemployment remains high, as you can see from the right-hand chart. So despite welcome policy support measures, lower income households and small, medium enterprises have been hit hard, while balance sheets of higher income households and larger firms have remained more resilient, potentially aggravating economic dualism and income inequality. The last point recently is that despite the rising commodity prices, inflation has been well contained below the authority's 4% inflation target, inflation ceiling. Now, due to the pandemic, the share of impaired loans in the banking system remains high, although it has improved compared to 2020. Financial, but also real estate asset prices, as well as the leverage of household and some corporates, increased significantly during the pandemic. There is some anecdotal evidence of large price increases in some segment of the real estate market. However, in Vietnam, data on real estate transactions, so valuations, supplies, transactions, are scarce, which limits the capacity for risk monitoring and supervision. Now, the impact of the war in Ukraine on Vietnam. For Vietnam, the direct trade and financial links to Russia and Ukraine is relatively limited. Non-oil exports to Russia are about 1%. Non-oil imports from Russia are about 1%. Energy imports are from Russia are about 1%. FDI from Russia is less than 3%. The number of tourists coming from Russia is less than 5%. And so it's fairly limited. But the most salient and immediate impact of the conflict is the rise in commodity prices. The Russia-Ukraine conflict could exacerbate inflationary pressures through higher prices of oil-related items, electricity, and food, as well as second-round effect across broader industries due to higher transportation and energy costs, electricity costs. And then there's the impact from the downward revisions to growth coming from all of the
trading partners. Those are second round effect that'll come through lower external demand. And remember, Europe is a pretty big trading partner, 13% based on the 2021 data. China is the largest supplier of raw materials and intermediate goods, about 40% of total, which are important inputs for low-tech industrial production. And the risk of China and other Asian suppliers being hit by the consequences of the conflict could exacerbate ongoing pandemic-related supply chain disruptions. And shipping costs. Sorry, I think that this has a mind of its own. Now the outlook. Growth is projected to be 6% in 2022 and 7.2% in 2023. As normalization of economic activity continues, businesses recover, and investment rebounds against the backdrop of solid pre-COVID fundamentals, infrastructure spending under the PRD and strong export growth are expected to compensate for a more gradual rebound in private consumption as households rebuild their buffers. Inflation is expected to remain slightly below the 4% target of the SBV ceiling, inflation ceiling. But there's significant risk to the outlook. The risks to growth are on the downside, and risks to inflation are on the upside. Why? In the near term, the most immediate external risk is the intensification of geopolitical tensions, so the war in Ukraine, which could adversely affect economic activity and inflation through weaker external demand, higher commodity prices, and extended global supply chain disruptions. This could be amplified by a more significant slowdown in China. There's also, of course, the risk of a new COVID variant. There's also concerns over the development in the real estate and bond market in Vietnam. There's a risk of a much faster tightening of monetary policy conditions in the rest of the world. And then finally, there's a potential of weaker than expected execution of the recovery package, which could undermine the recovery. On the upside, as I mentioned, Vietnam had some pretty solid momentum pre-COVID. And another upside risk would be more trade diversion because of the slowdown in China. Now let me discuss briefly the policies to support the recovery and medium-term growth. Now, given the remaining slack in the economy and downside risks, policy support will be required to help ensure a robust recovery. In the short term, policy making should be agile, and the size and the composition of policy support proactively adjusted to the pace of recovery. There's lots of uncertainties right now, lots of risks, mostly on the downside, but some on the upside. When we come and see the developments, policies will need to react to those developments.
Efficient and steadfast implementation of the PRD will be key to supporting growth. But going forward, fiscal policy will need to strike a balance between providing temporary targeted support and facilitating economic transformation. If downside risk materialize in the face of inflationary pressures, fiscal policy should play the role of the first line of defense without recourse to additional monetary policy support. Here, more targeted support for vulnerable households and firms, so the two segments of the population or the economy that have been hit hard by COVID, could help alleviate the trade-offs that the SBV would face from implementing broad-based monetary policies that can run against its currency and inflation objectives. Let me emphasize that monetary policy has been appropriately supportive so far, but needs to be increasingly vigilant of inflationary risks. And if sustained inflation pressures emerge, the SBV should tighten its monetary policy stance and clearly communicate the underlying drivers to help contain inflation. Finally, in terms of short-term policy, will be strengthening the resilience of the banking sector so that it can sustain and support growth over the medium term. Regulatory forbearance, which is ending in June this year, should not be extended, as it would delay the recognition of problem assets and could exacerbate credit misallocation and excessive risk-taking. Financial regulation and supervision should be strengthened to address emerging risks and build a more resilient banking sector. And macroprudential frameworks, so macro-prudes, can play an important role in helping safeguarding financial stability. This is the last slide. As the recovery, so we've talked about the short term. And now, you know, once the economy, the recovery is really entrenched, the emphasis should be on achieving sustained and inclusive growth. We think that revenue mobilization should be enhanced to, one, rebuild fiscal buffers, and to finance permanent strengthening of social security, build resilience to climate change, and address pressure from population aging. Given the vulnerabilities of Vietnam to climate change, it'll be essential to transform the authorities' ambitious climate adaptation and mitigation plans into actions, including via better integration with the budget. Further modernization of the monetary policy framework would strengthen the effectiveness of interest rate policies. Further efforts will be needed to strengthen the banking system resilience. Here we're talking about fully implementing Basel II. Given the increase in impaired loans, there might be a need for additional capital in the system so the authorities can consider raising foreign ownership limits or reducing public state ownership limits on SOCBs. And finally, decisive structural reforms are needed to meet the authorities' aspiration of sustained inclusive growth. Business climate should be improved by creating a level playing field for finance and land access and reducing the regulatory burden, especially for SMEs and young firms. And further efforts are needed to improve the quality of the labor force and reduce skill mismatches. Thank you.
Xin trân trọng cảm ơn ông Pencer về phần trình bày về cái triển vọng kinh tế toàn cầu và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam. Các cái câu hỏi với ông Pencer cũng như các cái thảo luận xung quanh vấn đề này thì xin mời các quý vị chúng ta sẽ để dành đến cái phiên thảo luận diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Và như các quý vị cũng đã biết thì cái dự báo tình hình quốc tế trong nước có những cái thuận lợi và những cái khó khăn thách thức đan xen. Tuy nhiên thì những khó khăn và thách thức thì sẽ nhiều hơn. Vậy cơ hội và thách thức đó là gì? Cũng như là kịch bản và động lực tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2022 và 2023 sẽ như thế nào? Tiếp sau đây thì chúng tôi xin mời các quý vị chúng ta sẽ nghe cái phần trình bày của tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia sẽ trình bày với các quý vị chủ đề kịch bản và động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 và 2023. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Cấn Văn Lực. Kính thưa anh Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, kính thưa ông François Pinceau, trưởng đại diện IMF tại Việt Nam, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội và chị Thủy, tổng biên tập của tạp chí Kinh tế và Dự báo. Trước hết thì tôi rất là cảm ơn ban tổ chức có cái lời mời và phát biểu ngay sau cái bài trình bày rất tuyệt vời của ông François Pinceau. Và tôi với ông François Pinceau thì cũng thường xuyên trao đổi về những cái đánh giá, về những nhận định đối với kinh tế Việt Nam chúng ta trong những năm vừa qua và kể cả năm nay. Thế thì tôi về cơ bản rất đồng tình khá là nhiều với những cái nhận định, những cái đánh giá và những cái dự báo của IMF tại Việt Nam. Tuy nhiên thì cũng có một vài cái điểm chúng ta sẽ cần phải làm rõ hơn. Và chúng tôi có cái quan điểm là hơi khác một chút so với IMF. Thì chắc là trong phần trình bày của mình tôi sẽ nhấn mạnh cái phần đó. Và rất là mong Ngài François cũng như anh chị sẽ cùng nhau chia sẻ trong cái phần tiếp theo. Thế thì trong cái thời lượng 15 phút thì tôi xin nêu 4 vấn đề. Một là những cái bức tranh hoặc là những cái tình hình kinh tế về Việt Nam chúng ta năm nay và năm tới như thế nào. Trên cái nền tảng mà trong cái bối cảnh quốc tế cũng như là bối cảnh trong nước, anh Trần Quốc Phương, Thứ trưởng đã đề dẫn, rồi Ngài François cũng đã trình bày. Tuy nhiên thì Việt Nam chúng ta, anh chị em hình dung rồi, gần đây nó có vẻ như là lại phức tạp hơn so với những cái gì mà chúng ta đánh giá, chúng ta dự báo cách đây khoảng 1-2 tháng. Đặc biệt là tình hình Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, rồi ở Việt Nam chúng ta lĩnh vực về tài chính, bất động sản gần đây nó cũng có nhiều cái rủi ro hơn. Thế thì đặt ra rất nhiều cái câu hỏi băn khoăn mà mấy hôm nay chúng tôi tham dự diễn đàn thì rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng mà tiêu chung lại tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải có những cái thông điệp có lẽ nó đâu đó phải lạc quan hơn một chút. Rồi nó cũng phải đồng ý là phải khách quan, đồng ý là phải độc lập, đồng ý là nó phải phản ánh sát tình hình thực tiễn, nhưng có lẽ chúng ta cũng cần phải lạc quan hơn trong bối cảnh hiện nay. Đấy là cái thông điệp sơ bộ ban đầu chúng tôi xin chia sẻ. Cái thứ hai là sẽ gợi ý giúp các anh chị một vài cơ hội và thách thức chính trong bối cảnh như vậy. Thì có những cái cơ hội gì, có những thuận lợi gì và khó khăn thách thức gì. Ngoài những cái điểm mà ông François đã chia sẻ với chúng ta, tôi cho rằng rất rõ nét rồi. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ có một vài cái kịch bản sơ bộ ban đầu về cái dự báo cho tăng trưởng của năm nay và năm tới. Đương nhiên là có cả cái câu chuyện lạm phát ở trong đó rồi. Cái cuối cùng là chúng tôi đánh giá và nhận định một vài cái giải pháp lớn của chính phủ năm nay. Như vậy thì nó đã đủ lượng chưa? Thì cũng sẽ có một vài cái gợi mở giải pháp tiếp theo. Với thế giới thì ông François đã chia sẻ với chúng ta rất kỹ rồi, đúng chưa? Thấy rất rõ là đây là cái dự báo gần đây của IMF. Thì trong cái này tôi xin nhấn mạnh một điểm là ta so sánh cái dự báo của IMF tháng 4, ngày 19 tháng 4 công bố so với tháng 1 đã rất khác nhau rồi, sau 3 tháng, đúng không ạ? Tăng trưởng từ cái mức là 4,4 từ vào ban đầu bây giờ xuống 3,6. Lạm phát thì xin thưa anh chị vọt lên kinh khủng. Ban đầu dự báo là 4%, bây giờ chúng tôi số liệu này thì IMF không công bố là 6,2% toàn cầu. Mà IMF công bố là các nước đang phát triển bao nhiêu, các nước đã phát triển bao nhiêu. Chúng tôi thì lại lấy một cái nguồn dữ liệu khác và tính sơ bộ thì lạm phát toàn cầu năm nay
dự báo mức là khoảng đâu đó 6-6,2%. Và rõ ràng đây là cái mức kỷ lục ạ, có lẽ là cao nhất trong vòng khoảng 20 năm vừa qua. Thì cái này chia sẻ thêm với các anh chị một cái rủi ro rất lớn như vậy. Cái bức tranh phục hồi thì ta thấy rất rõ là thế giới thì theo hình chữ V rất rõ rồi. Nhưng mà năm nay chúng tôi cho rằng là nó đang gập ghềnh rồi. Đang gập ghềnh và giảm tốc rồi. Ví dụ như Trung Quốc, năm ngoái thì tăng trưởng khoảng 8,1%. Năm nay IMF dự báo là tăng trưởng đâu đó của Trung Quốc chỉ có 4,4%. Mà anh chị em biết rồi, một cái nền kinh tế lớn như Trung Quốc đóng góp khoảng 30% tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Mà bây giờ ông ý rằng đến cái mức như vậy về cái tốc độ tăng trưởng thì nó đang ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam chúng ta. Lý do thì các anh chị biết rồi, cái chính là vì Trung Quốc đã thay đổi cái chiến lược về tăng trưởng kinh tế, và đặc biệt là cái chiến dịch chống dịch và chiến lược chống dịch của Trung Quốc Zero Covid, ta thấy rất rõ là tác động rất lớn đến kinh tế của Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung. Việt Nam chúng ta thì đây là chúng tôi tạm thời lấy cái dự báo của IMF. Năm nay thì IMF dự báo cũng tương đối tích cực. Chúng ta ở mức là tăng trưởng khoảng 6% và năm tới là khoảng 7,2%. Tất nhiên câu chuyện của năm tới thì các anh chị hình dung là nó còn rất nhiều cái bất định. Chúng ta cũng cần phải đưa ra nhiều hơn một kịch bản. Tôi cho rằng là như vậy. Cái lạm phát toàn cầu thì anh chị biết rồi. Nhưng ta chú ý ạ. Lạm phát toàn cầu hiện nay thì nó có hai chỉ số vô cùng quan trọng. Một là CPI liên quan đến giá tiêu dùng. Hai là chỉ số sản xuất PPI. Thì cái này là một số nước cũng đã bắt đầu tính toán cả PPI. Như là Trung Quốc chẳng hạn. Để họ tính cái lạm phát bình quân. Rồi lạm phát của cả nước. Thì cái này chúng ta cũng cần phải tiếp tục tham khảo. Nhưng cái mà tôi chia sẻ trên này là cái dự báo của IMF tháng 4 vừa qua chủ yếu là liên quan đến CPI. Và chính vì vậy ta thấy rất rõ là gì, là nó tăng lên rất là mạnh trong cái năm 2022. Tuy nhiên thì chúng tôi đồng tình là nó sẽ dịu dần. Hy vọng nó dịu dần. Nhất là gắn với cái tiến trình cuộc chiến sự của Nga-Ukraine. Kỳ vọng nó sẽ có một cái gọi là cái kịch bản đàm phán đâu đó rồi đình chiến đâu đó. Thì lúc bây giờ giá xăng dầu và đặc biệt giá nguyên vật liệu nó sẽ giảm nhiệt đi. Tóm lại là gì? Là kinh tế thế giới thì chúng tôi vẫn đánh giá rằng là nó phục hồi tương đối tốt năm ngoái. Nhưng mà năm nay thì chậm hơn rồi. Năm nay gập ghềnh hơn rồi. Năm nay khó khăn hơn rồi. Ta thấy rất rõ. Năm ngoái thế giới phục hồi như số liệu IMF công bố là khoảng 6,1%. 6,1%. World Bank thì công bố là khoảng 5,7%. Bản thân quốc tế bây giờ xin thưa với anh chị là số liệu thống kê cũng khá là khác nhau. Còn bây giờ là tháng 5 rồi. Đấy thì cái này chúng ta sẽ tiếp tục là chia sẻ thêm. Nhưng mà cũng không quá là quan trọng. Đâu đó phục hồi rất mạnh của năm 2021. Năm nay thì các dự báo hiện nay đều cho rằng là tăng trưởng kinh tế thế giới ở mức là khoảng 3,2 cho đến 3,6%. Và anh Lâm, thầy anh có chia sẻ là bên JP Morgan thì cũng dự báo ở mức là khoảng 2,9% cho tăng trưởng của năm nay. Thế còn lạm phát thì tăng kinh khủng rồi. 2020 mới ở mức là khoảng đâu đó 2,3%, 2021 là lên đến và trên 4%, năm nay đâu đó là khoảng 6% rồi. Đấy là dự báo, rất là phức tạp. Thế còn về cái rủi ro thách thức bên ngoài chính, thì chúng tôi đã tạm thời gọi là liệt kê ra đây khoảng 5 cái rủi ro thách thức chính, thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Đại dịch, và đặc biệt tôi nhấn mạnh là cái chiến sự. Cái này thì rất là cảm ơn ông Francois, nó có một cái phân tích gọi là kỹ về cái tác động của chiến sự với thế giới và với Việt Nam chúng ta trên phương diện về mặt kinh tế. Còn xã hội ta chưa phân tích ạ. Xã hội với những cái khía cạnh khác ta chưa phân tích. Thế và cái rủi ro lớn thứ ba chính là Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Tôi chia sẻ với các anh chị rồi. Cái thứ tư rất quan trọng chính là giá cả lạm phát toàn cầu đều tăng. Các nước là khiến cho các nước rơi vào một cái tình thế chúng tôi gọi là tiến thoái lưỡng nan. Lưỡng nan nghĩa là gì? Là bây giờ nếu như mà họ muốn kiểm soát tốt lạm phát thì họ buộc phải tăng lãi suất, thì họ phải coi như là buộc là phải giảm bớt đi cái chính sách về tài khoá và tiền tệ. Nhưng mà như thế nó sẽ giảm cái tốc độ phục hồi, tốc độ tăng trưởng. Cho nên Ngân hàng Trung ương thế giới hiện nay chúng tôi đang cho rằng là rơi vào một cái thế gọi là tiến thoái lưỡng nan, tức là cực kỳ khó. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chúng ta cũng trong bối cảnh tương tự như vậy. Thế rồi câu chuyện về biên lợi nhuận doanh nghiệp. Ở đây ta có rất nhiều doanh nghiệp, các anh chị biết rồi. Nó bị thu hẹp. Anh Việt ở May 10 đây chắc là biết rất rõ rồi. Chi phí đầu vào, anh chị hình dung là tăng 40-50%. Mà bây giờ đầu ra có tăng được mấy đâu. May ra được 10-15%. Nhà mình bây giờ năm nay muốn tăng giá điện, tăng học phí, tăng viện phí. Hết sức cân nhắc.
trong bối cảnh lạm phát nó đang gia tăng như vậy. Chắc là anh Lâm sẽ chia sẻ kỹ hơn với anh chị về câu chuyện về chúng ta dự tính là tăng giá các mặt hàng nhà nước quản lý năm nay như thế nào. Rất khó khăn, cho nên biên lợi nhuận sẽ bị thu hẹp. Hệ thống ngân hàng tương tự như vậy ạ, lãi suất đầu vào tăng lên, đầu ra thì yêu cầu không thể tăng được. Quốc hội yêu cầu rồi, chính phủ yêu cầu rồi, thì đương nhiên là cái biên lãi suất đầu vào đầu ra nó cũng sẽ bị thu hẹp hơn. Các anh chị chú ý đây là một cái điểm rất là quan trọng của doanh nghiệp năm ngoái và năm nay. Về dự báo thì các anh chị đã nghe ông François trình bày của IMF rồi, tôi xin phép là không nhắc lại. Tăng trưởng của 2022-2023, thế còn của ADB thì cũng khá lạc quan, 6,5, năm nay, năm tới là 6,7, đúng không ạ? Thế rồi của chúng tôi thì chúng tôi đưa ra 3 kịch bản, ở đây chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị của năm 2022. Và năm tới chúng tôi dự báo ở cái mức có thể được là khoảng 6,5-7%, tất nhiên là có điều kiện. Về lạm phát thì các chị đều thấy là tất cả các dự báo hiện nay đều cho rằng lạm phát của chúng ta tăng rất là mạnh. Năm nay ở mức là hơn gấp đôi so với năm ngoái. Dự báo năm ngoái 1,84, ta biết rồi, năm nay đâu đó ít nhất là khoảng 3,8-4,2% như chúng tôi đã tính toán. Chúng tôi đã tính toán cả vòng 2, vòng 3 của tác động và liên quan đến tăng giá xăng dầu bình quân ở cái mức là 30-40%. Xin thưa anh chị như vậy. Với Việt Nam chúng ta thì mặc dù vậy, chúng ta cũng có lạc quan, có triển vọng, có cơ hội. Đấy, chúng tôi cho rằng thứ nhất ý, thì dù sao kinh tế thế giới vẫn phục hồi ở mức là tương đối tích cực. Tăng trưởng thế giới kể cả 3%, 3,5% năm nay vẫn là tích cực hơn rất nhiều so với cái năm 2020 âm và âm 3,3%. Và rất nhiều người hỏi chúng tôi rằng là thế giới có bị rơi vào cái tình trạng gọi là đình lạm hay không? Đình trệ và lạm phát hay không? Stagflation. Chúng tôi cho rằng là nó có thể xảy ra nhưng chủ yếu là cục bộ. Một số nước thôi, không phải toàn cầu. Bởi vì toàn cầu năm nay thì vẫn dự báo là có thể là tăng trưởng ở mức là khoảng đâu đó 3-3,5% cơ mà. Tất nhiên lạm phát là câu chuyện cao rồi. Nhưng chúng tôi vẫn cho rằng là nếu như chiến sự nó được gọi là diễn ra trong cái kịch bản tốt hơn thì cái câu chuyện lạm phát nó cũng là một cái gì đấy tạm thời. Ta dùng cái chữ là tạm thời. Tất nhiên nó là câu chuyện của cả năm, thế nhưng mà cũng là tạm thời chứ nó không phải là kéo dài đến 3-4 năm để chúng ta quá phải lo. Đây là cái nhận định sơ bộ ban đầu. Cái thứ hai, dịch bệnh sẽ tốt hơn rất nhiều rồi. Cái thứ ba là chúng ta chú ý chương trình phục hồi. Cái này thì anh Hiếu sẽ trình bày rất kỹ với chúng ta. Thì chúng tôi đã dự báo chương trình này rồi. Nếu như chúng ta làm tốt chương trình này thì nó tác động đến tăng trưởng của chúng ta khá là tích cực. Và đang phấn đấu ở mức là tăng trưởng thêm khoảng 1,5-2%. Tất nhiên cái đó là the best scenario, tức là cái kịch bản tốt nhất rồi. Giải ngân đến 90% rồi, cả 2 năm rồi. Chúng tôi tính toán như thế nhưng chắc là chúng ta tương đối khó trong bối cảnh là nó cái câu chuyện về thực thi của chúng ta nó vẫn còn là tương đối chậm trong thời gian vừa qua. Thế rồi một cái nữa ta rất là quan trọng là gì? Là cái tỷ giá của chúng ta. Báo cáo anh chị là tương đối ổn định trong bối cảnh là đồng đô la Mỹ từ đầu năm đến giờ là tăng 8% rồi. Đô la Mỹ tăng 8% rồi. Đấy, tỷ giá đồng của chúng ta vẫn tương đối ổn định. Cái này rất quan trọng bởi liên quan đến xuất nhập khẩu của chúng ta. Thế rồi về lãi suất thì chúng tôi dự báo là mặc dù thế giới và khoảng 68-70% ngân hàng trung ương các nước trên thế giới đã và đang tăng lãi suất. Và Việt Nam chúng ta cũng đã và đang tăng lãi suất huy động đầu vào. Được không ạ? Thế nhưng mà về cơ bản lãi suất đầu ra thì chúng tôi đang kỳ vọng là mức độ là ổn định. Thủ tướng yêu cầu ổn định và thống đốc ngân hàng nước cũng yêu cầu là phải cố gắng ổn định mặt bằng lãi suất. Còn giảm thì cực khó rồi. Bởi vì cả thế giới tăng, Việt Nam mình đầu vào cũng tăng, làm sao mà đầu ra chúng ta giảm được. Cho nên cơ bản giữ ổn định là một cái thành công trong năm nay. Thế rồi một cái nữa, mà cái này thì tôi xin bổ sung thêm cái ý kiến của ông François. Tức là gì? Của chúng ta về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn chắc chắn được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ ban hành cái chiến lược về tăng trưởng xanh rồi, 2030, ta chú ý. Kinh tế số thì anh chị biết rồi, Việt Nam mình được đánh giá là một cái nước gọi là đi đầu trong khối ASEAN. Tăng trưởng về kinh tế Internet gồm 4 lĩnh vực, khoảng 30% tăng trưởng từ nay đến 2025. Rất tích cực, đúng không ạ? Thế còn cái cuối cùng, chúng tôi cũng kỳ vọng là cái cải cách thể chế tiếp tục được thúc đẩy, tháo gỡ nhiều vấn đề. Thế đây là những cái thuận lợi thì chúng ta cũng cần phải ghi nhận thêm và đây chính là cơ hội đối với chúng ta.
Về chiến dịch phục hồi thì xin phép là không trình bày, mà tôi chỉ nêu ở đây thì các chị thấy được là các cấu phần vô cùng quan trọng. Và nếu như chúng ta có thể là đâu đó giải ngân được khoảng 70% 2 năm, tức là năm nay là khoảng 30, năm tới là 40, hoặc là 90%, kịch bản tốt ấy, năm nay 40, năm tới 50%, thì nó quá là tuyệt vời đối với chương trình này. Lát nữa thì anh Hiếu sẽ chia sẻ kỹ hơn với các anh chị để chúng ta tham khảo thêm. Đây ạ, kinh tế số ta thấy rất rõ, thì về kinh tế Internet thì chúng ta được dự báo là mức tăng trưởng tương đối cao, cao nhất trong số 5 nước được so sánh, 6 nước được so sánh ở đây trong khu vực ASEAN. Đấy, ta chú ý. Nhưng chủ yếu ở đây là họ đo lường 4 lĩnh vực, chưa đủ. Ta phải đong đếm tiếp, thế nhưng mà về cơ bản, 4 lĩnh vực này của chúng ta cũng đã rất là tích cực rồi. Rồi hội nhập, ta đừng quên là hội nhập là một cái động lực vô cùng quan trọng. Đây tôi cũng bổ sung ý kiến của ngài François. Thì báo cáo anh chị là trong 3 cái thứ ở đây tác động đối với chúng ta, một là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hai là CPTPP và ba là cái hiệp định thương mại hợp tác toàn khu vực RCEP mới bắt đầu hiệu lực từ đầu năm nay. Thì Việt Nam chúng ta là được đánh giá là nước có lợi thứ hai trong số các nước tham gia các khu vực này. Quá tuyệt vời. Vấn đề tập trung được không? Đúng không anh Việt? Mới là quan trọng. Bây giờ chúng ta mới khai thác được khoảng 37% các ưu đãi. Chưa ăn thua. Và các anh chị như vậy. Thách thức thì chúng tôi chia sẻ rồi. Ở bên ngoài tôi đã chia sẻ có 5 thách thức ở cái slide thứ 6 và các anh chị sẽ được nhận slide sau đây. Cái thứ hai là gì? Tôi nhấn mạnh thêm thách thức thứ hai chính là gì? Dịch Covid tác động rất khác nhau với các lĩnh vực ngành nghề kinh tế. Có lĩnh vực đi lên, có lĩnh vực xin thưa anh chị vẫn còn cực kỳ khó khăn. Thí dụ như là lưu trú ăn uống, thí dụ như là dịch vụ du lịch, nói thôi năm nay phục hồi ở mức độ là khoảng 50-60% thôi, chứ làm sao mà được ngay 100% được? Chưa được. Đúng chưa? Bán lẻ vẫn còn khó khăn, vân vân. Thế còn trong đó một số cái ngành thì rất thời thượng, rất tích cực, công nghệ thông tin viễn thông rồi e-commerce thương mại điện tử, đúng không ạ? Chứng khoán thì năm ngoái rất tốt, năm nay thì thách thức hơn rất nhiều rồi. Xin phép là không chia sẻ nhiều ở đây bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian. Cái đầu tư công luôn luôn là thách thức đối với chúng ta. Đầu năm đến giờ và các anh chị là thủ tướng có phải 2 cái công điện rồi, bộ kế đầu tư liên tục công điện rồi, nhưng nó vẫn cứ mắc, vẫn cứ vướng và vẫn cứ gọi là thách thức. Cái này thì chắc chắn chúng ta sẽ phải bàn thêm kỹ hơn cái vấn đề giải pháp. Và tôi hiểu rằng là Thủ tướng rất quyết liệt câu chuyện này trong năm nay. Đấy. Thế rồi chúng ta là nợ công tăng lên, thâm hụt ngân sách cũng bị tăng lên, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ cũng tăng lên. Nhưng chúng tôi đã tính toán rất cụ thể khi chúng tôi với anh Phan Đức Hiếu rồi các anh chị có bàn về chương trình phục hồi ấy, cũng đã lượng hóa những cái tác động này rồi. Và các anh chị là về cơ bản nó vẫn trong cái tầm kiểm soát. Và cơ bản là chúng ta giữ được những cái cân đối lớn này, nó ở mức là kiểm soát được tốt. Tôi cho rằng đây là một thông điệp vô cùng quan trọng, tức là những cái gì ta gọi là gắn với ổn định vĩ mô ấy thì cũng chúng ta vẫn kiểm soát được. Doanh nghiệp còn nhiều khó khăn ạ. Thế này anh chị biết rồi, vấn đề về nhân sự, lao động, anh đã chia sẻ rồi, hiện nay là vẫn còn nhiều ngành nghề là vẫn còn tương đối về khó khăn về nhân sự. Rồi liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế của chúng ta rõ ràng còn chậm quá. Nhưng mà năm nay tôi hiểu rằng là chính phủ với quốc hội rất quyết liệt để chúng ta giải quyết những tồn đọng trước đây. Trong đó có câu chuyện liên quan đến các ngân hàng yếu kém, liên quan đến doanh nghiệp, liên quan đến dự án lớn yếu kém. Chúng ta sẽ phải xử lý triệt để hơn cho năm nay. Nợ xấu tiềm ẩn tăng, ông François chia sẻ với anh chị rồi. Tất nhiên thì tôi nghĩ rằng là hệ thống ngân hàng hiện nay thì thưa anh chị là nó tốt hơn rất nhiều so với cách đây 10 năm. Cho nên kể cả nợ xấu tiềm ẩn có tăng thì nó vẫn trong cái tầm kiểm soát. Và về cơ bản chúng ta sẽ vượt qua được cái thách thức này một cách nó êm ái chứ không phải như là cách đây khoảng 10-11 năm. Tác động của chiến sự Nga-Ukraine thì chúng tôi đã có một báo cáo chia sẻ với các anh chị trên báo giới rồi. Thì xin phép là không chia sẻ. Và ông François cũng đã nhận định rất rõ với chúng ta rồi. Tuy nhiên chúng tôi xin nhấn mạnh với các anh chị là gì? Là một là cái vai trò của Nga cực kỳ quan trọng trong kinh tế thế giới ạ. Các anh chị xem những cái thứ tự thứ hạng của Nga thì đều thấy rằng là ví dụ liên quan đến xuất khẩu xăng dầu, khí, họ đứng thứ hai, thứ ba vào thế giới. Đây ạ, thứ hai, thứ ba thế giới. Thế còn lại liên quan đến xuất khẩu, liên quan đến FDI, họ xoay quanh ở mức là khoảng top 15 hay là top 20 toàn cầu. Rõ ràng là quan trọng, đúng không ạ? Cho nên là gì? Là vì thế là
là đây là với các biện pháp mà phương Tây áp đối với Nga. Chúng tôi thống kê tất cả khoảng 30 biện pháp đến thời điểm hiện nay ạ. Và có 5 biện pháp chúng tôi gọi là biện pháp gọi là ghê gớm, chưa từng có, tác động rất mạnh, thì chính là 5 biện pháp này xin phép là không nêu cụ thể. Nhưng trong đó có 2 biện pháp anh chị biết rồi, một liên quan đến lĩnh vực năng lượng rất là quan trọng. Đấy, 2 là liên quan đến lĩnh vực về tài chính tiền tệ. Đây là 2 lĩnh vực rất nặng, đặc biệt có liên quan đến tài chính ạ. Chẳng như là không cho phép giao dịch tài chính giữa Nga với bên ngoài. Chứng tỏ rằng là, xin thưa anh chị rằng là Nga hiện nay có quỹ dự trữ ngoại hối là khoảng 643 tỷ đô la Mỹ. Trong đó 60% là bằng đô la Mỹ. 60% này hiện nay là không tiêu được. Không tiêu được bởi vì là bị cấm giao dịch với bên ngoài. Cho nên rất nhiều nhà đánh giá quốc tế cho rằng, lo rằng là như vậy thì Nga có thể là không trả được nợ đối với các khoản nợ lớn. Tuy nhiên thì những khoản nợ nhỏ khoảng vài trăm triệu đã được xử lý trong khoảng vài tháng vừa qua. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá đây là những tác động rất là lớn đấy ạ. Rồi cả hệ thống SWIFT nữa thì các anh chị thăng khoản thêm. Và với bối cảnh như vậy thì thế giới cho rằng là giả định giá dầu năm nay tăng trưởng bình quân ạ. Ta chú ý là tăng bình quân cả năm ấy là mức là khoảng 40-45%. Thì khi đó kinh tế toàn cầu sẽ bị giảm ở mức là 0,8 cho đến 1 điểm phần trăm. Lạm phát tăng thêm 1,5 điểm phần trăm đối với toàn cầu. Với Việt Nam chúng ta thì chúng tôi đang ước tính là giả sử giá dầu tăng trưởng bình quân ở mức là 30-40% bình quân. Thì khi đó tăng trưởng kinh tế Việt Nam chúng ta sẽ bị giảm ở mức là từ 1 đến 1,2 điểm phần trăm. Và lạm phát sẽ tăng ở mức là khoảng 0,8 đến 1 điểm phần trăm. Cái này chúng tôi đối với lạm phát thì cũng đã tính cả cái tác động đối với vòng 2 và vòng 3. Thế thì cái này anh Lâm chắc là cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn đối với chúng ta trong cái phần sau. Sơ bộ nó là như vậy, còn chắc là chúng ta còn phải tiếp tục cập nhật trong cái thời gian tới. Về cái kịch bản tăng trưởng của năm nay và năm tới thì chúng tôi đã đưa ra một số cái giả định. Ví dụ xuất khẩu năm nay chúng tôi tin rằng tăng trưởng ở mức là khoảng 15-17%. Giải ngân FDI tăng ở mức là khoảng 10-12%. Đầu tư toàn xã hội sẽ tăng ở mức là khoảng từ 5-7%. Và năm nay và năm tới sẽ là 7-9% so với mức chỉ tăng 3,2% của năm ngoái. Đây, thế rồi chương trình phục hồi, chúng tôi đưa ra 2 kịch bản. Một, giải ngân tốt là 90% 2 năm. Hai là giải ngân thấp hơn 70% 2 năm, vân vân. Thì báo cáo với anh chị là đây là những cái giả định của chúng tôi. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã đưa ra cái dự báo cho câu chuyện của năm nay. Với kịch bản, có 3 kịch bản ạ. Kịch bản cơ sở thì chúng tôi cho rằng là năm nay chúng ta có thể tăng trưởng mức là khoảng 5,5-6%. Cái này là thành công rồi đấy. Chứ bây giờ chúng ta đòi hỏi là 6,5-7% là vô cùng khó khăn. Đúng không ạ? Rất khó khăn. Ông François chia sẻ rồi, dự báo của IMF là khoảng đâu đó là 6%. Thế còn năm tới thì chúng tôi dự báo là theo kịch bản trung bình ấy, ta có thể mức là khoảng 6,5-7%. Cái này nó thấp hơn một chút so với cái dự báo của ông François là khoảng 7,2%. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật thêm tình hình. Đấy là sơ bộ về kịch bản tăng trưởng như vậy. Thế còn lạm phát thì chúng tôi vẫn giữ cái dự báo ở mức là khoảng từ 3,8-4,2%. Đấy, với cái điều kiện là giá xăng dầu dự báo là tăng bình quân ở mức là khoảng 30-40%. Thế còn động lực cho tăng trưởng thì anh chị em biết rồi. Chúng tôi xin phép là dùng cái mô hình này thôi. Thế còn nếu mà chi tiết từ ngành nghề một thì chưa thể bóc tách được. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta đâu đó vẫn là thâm dụng vốn, vẫn dựa vào yếu tố vốn rất là nhiều trong ba cái động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Một là vốn và hai là lao động và ba là năng suất các nhân tố tổng hợp TFB. Thì nhà mình vẫn phụ thuộc vào vốn đâu đó là khoảng gần 50% đóng góp vào tăng trưởng là từ vốn. Cho nên đầu tư công là quan trọng là vì như vậy, đúng không ạ? Đầu tư tư nhân là quan trọng là vì như vậy, đầu tư FDI quan trọng đó là vì như vậy, bởi vì chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố vốn trong mô hình tăng trưởng của chúng ta. Thế còn về yếu tố lao động thì anh chị em biết rồi, nó có rất nhiều thay đổi do dịch bệnh thời gian vừa qua và đóng góp của lao động bây giờ nó thấp đi. Đâu đó là khoảng 8-9%. Còn lại về cái năng suất các nhân tố tổng hợp TFB, chúng tôi dự báo là sẽ tăng dần qua kinh tế số, qua ứng dụng khoa học công nghệ tốt hơn, qua kỹ năng của con người tốt hơn, thì đâu đó nó tăng trưởng mức, đâu đó nó sẽ đóng góp mức là khoảng 43-45% trong cái mức tăng trưởng chung để các anh chị tham khảo.
Với cái dự báo như vậy thì chúng tôi cho rằng là năm nay chính phủ, anh chị em biết rồi, nghị quyết 01, nghị quyết 02, nghị quyết 3, nghị quyết 11, rất nhiều nghị quyết rồi, rất nhiều công việc đôn đốc rồi. Cái đấy đương nhiên ta phải làm. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng chính phủ năm nay có 3 cái chương trình trọng điểm. Các anh chị chú ý giúp. Một, chúng ta vẫn phải tiếp tục phòng chống dịch. Nhưng bây giờ không phải là nghị quyết 128, đúng không ạ? Mà nó là nghị quyết 368 ngày 17 tháng 3 2022 về chiến lược phòng chống dịch mới của chúng ta. Ta chú ý cập nhật. Và Thủ tướng yêu cầu là tiếp tục cập nhật, vì mô hình 5K bây giờ có vẻ như là nó không còn phù hợp nữa rồi. Ta biết rồi, đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là chương trình phục hồi. Cái này là vô cùng quan trọng. Tôi và anh Hiếu với các anh chị sẽ tiếp tục chia sẻ thêm. Nhưng đây là một cái câu phần vô cùng quan trọng. Và đây là sứ mệnh chính trị đấy của chúng ta trong năm nay và năm tới. Cái thứ ba là gì? Là phải tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và gắn với cái chuyện cơ cấu lại nền kinh tế. Đặc biệt những cái gì nó tồn đọng, những cái gì nó chậm thì vừa qua chúng ta phải thúc đẩy nhanh hơn. Thể chế đương nhiên nó vẫn là quan trọng rồi, lâu nay rồi. Nhưng năm nay chúng ta, năm nay và năm tới ta phải bàn sửa đổi ba cái luật vô cùng quan trọng. Anh Hiếu Quốc hội đây biết rất rõ. Một, luật đất đai. Anh Sơn là người đóng góp rất quan trọng cho câu chuyện về tổng kết đất đai thì 10 năm vừa qua. Đúng không ạ? Luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở. Đây là ba cái luật xương sống của chúng ta vô cùng quan trọng. Cái ý cuối cùng tôi cho rằng là không được quên là gì? Là liên quan đến kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Ta phải thúc đẩy. Đồng thời phải chú trọng kiểm soát một số rủi ro phát sinh. Ví dụ liên quan đến thị trường tài chính, thị trường chứng khoán gần đây anh chị biết rồi, rồi bất động sản. Thì cái này chúng ta phải kiểm soát rủi ro. Xin cảm ơn hội nghị. Vâng, xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Cấn Văn Lực về kịch bản và động lực tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2022 và 2023. Tiếp sau đây thì xin mời các quý vị đại biểu chúng ta sẽ đến với câu chuyện lạm phát. Thì như các quý vị cũng đã biết, trong mặc dù là lạm phát trong 4 tháng đầu năm 2022 cũng về cơ bản cũng đã được kiểm soát, nhưng mà áp lực lạm phát cho những tháng còn lại của năm 2022 cũng như năm 2023 là rất lớn. Và như trong phần trình bày của tiến sĩ Cấn Văn Lực thì chúng ta cũng thấy tiến sĩ đã đưa ra cái nhận định là lạm phát năm nay sẽ tăng gấp đôi. Và các cái yếu tố gây áp lực lạm phát là gì? Thì tiếp theo sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, sẽ lên chia sẻ với các quý vị đại biểu về dự báo bức tranh lạm phát Việt Nam năm 2022 và 2023 nhìn từ các cái biến số kinh tế chính. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm. Kính thưa các quý vị chủ trì diễn đàn, thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, thưa tất cả các quý vị, các phóng viên, biên tập viên tham dự diễn đàn. Như đồng chí tổng biên tập có giới thiệu đấy, tôi bài phát biểu tôi sẽ tập trung vào cái lạm phát và các cái áp lực lạm phát của năm 2022 này, dự báo lạm phát 2022 và 2023. Cho nên là cái chủ đề của tôi là chỉ có một chủ đề chính là lạm phát thôi. Thứ nhất thì chúng ta đã nghe cái trong cái phát biểu khai mạc hội nghị thì Thứ trưởng Bộ Đầu tư đã nói cái bức tranh kinh tế của Việt Nam 4 tháng và nó có rất nhiều điểm sáng. Tôi chỉ nhắc lại một ý là tăng trưởng đạt 5,03%, nó thể hiện cái dấu hiệu phục hồi kinh tế. Tăng trưởng đã cao hơn cái mức quý 1 của năm 2020 và 2021 khi mà xảy ra đại dịch. Thứ hai nữa là lạm phát chúng ta đã kiểm soát cũng khá tốt. Lạm phát bình quân 4 tháng là 2,1%. Trong cái bối cảnh giá xăng dầu tăng rất mạnh, trong cái bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào của thế giới tăng mạnh và lạm phát thế giới tăng rất mạnh, lạm phát của Mỹ, các nước châu Âu tăng rất mạnh. Thứ ba nữa là đầu tư của nước ngoài, giải ngân đầu tư nước ngoài trong 4 tháng cũng đạt trên 5 tỷ đô la, cao nhất trong vòng 5 năm vừa qua. Rồi cái điểm sáng nữa của nền kinh tế đó là cái lao động việc làm cũng đã được giải quyết khá tốt trong 4 tháng. Thì bên cạnh cái điểm sáng đó đó, thì bức tranh kinh tế 4 tháng cũng có một vài cái gam màu tối. Tôi nêu lên bởi vì những gam màu tối này nó sẽ tác động khá mạnh đến lạm phát của kinh tế Việt Nam trong năm 2022 và có thể cả năm 2023. Thứ nhất, đó là cái
khu vực doanh nghiệp. Mặc dù doanh nghiệp 4 tháng đầu năm thành lập mới và quay trở lại là đạt một cái số lượng khá lớn. Như là trong 4 tháng đầu năm thì doanh nghiệp thành lập mới là cao nhất trong thời gian vừa qua. Chưa có 4 tháng đầu năm nào mà doanh nghiệp thành lập mới cao như vậy. Tổng chung cửa cả cái doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là trên 80.000 doanh nghiệp. Tuy vậy thì doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và đóng cửa chờ giải thể cũng trên 60.000 doanh nghiệp. Thì điều này phản ánh là cái cộng đồng doanh nghiệp còn rất khó khăn. Thì tôi lưu ý ở đây là cái doanh nghiệp mới thành lập đó thì phải chờ thời gian, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phải chờ thời gian xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng mới đi vào sản xuất. Còn doanh nghiệp mà tạm dừng kinh doanh và doanh nghiệp làm thủ tục giải thể thì đã ngừng hẳn sản xuất. Cho nên là tăng trưởng mà do cái doanh nghiệp mới thành lập thì chưa có ngay được. Chỉ có doanh nghiệp mà quay trở lại hoạt động thì có ngay. Thì đây, cái điểm này cũng là cái điểm sẽ tác động vào tăng trưởng của Việt Nam và đặc biệt là lạm phát. Một cái nét gam màu tối thứ hai của kinh tế 4 tháng đó là cái giá nguyên liệu đầu vào trong khu vực nông nghiệp cũng tăng khá cao. Như là chúng ta biết là phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi gia súc tăng cao. Và cái điều này sẽ tác động đến ngành chăn nuôi, đến ngành trồng trọt, khu vực nông nghiệp là khu vực gọi là trụ bệ đỡ của nền kinh tế Việt Nam thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta biết chẳng hạn như là phân bón chiếm từ 40 đến 45% trong tổng chi phí của trồng trọt. Và chúng ta cũng nhập khẩu phân bón từ, có những loại phân bón chúng ta nhập khẩu từ Nga cũng rất là lớn. Duy nhất từ Nga thôi, như phân kali chẳng hạn. Và vừa rồi thì ngài trưởng đại diện của IMF đã nói cái kinh tế Nga, cái chiến tranh ở Ukraine tác động đến kinh tế Việt Nam như thế nào. Thế thì cái giá phân bón, giá thức ăn chăn nuôi gia súc rồi các thứ đó sẽ tác động đến cái kết quả của ngành trồng trọt chăn nuôi của Việt Nam trong những tháng còn lại. Mặc dù trong 4 tháng thì lạm phát chúng ta kiểm soát ở mức 2,1%. Thì nó có những cái điểm sáng của nó, đó là cái giá về thực phẩm, giá lương thực thực phẩm thì suy giảm. Trong cái đó giá xăng dầu tăng rất mạnh. Xăng dầu thì trong cái tăng 2,1% thì xăng dầu đóng góp đến trên 1,7% rồi. Thế nhưng mà thức ăn chăn cái giá thực phẩm, giá thịt lợn thì lại suy giảm trong 4 tháng đầu năm. Thì riêng thịt lợn đã làm cho lạm phát suy giảm, tức là làm cho kiểm soát cái lạm phát suy giảm đến 0,7% điểm phần trăm. Nhưng mà tôi nêu điểm này nữa, khi mà giá thức ăn chăn nuôi gia súc rồi giá phân bón và tác động đến đó, thì những cái loại như là thực phẩm, thịt lợn và các loại thực phẩm trong những tháng cuối năm sẽ không còn mức suy giảm như 4 tháng đầu năm. Và với cái quyền số tính trong cái CPI là chiếm đến lương thực thực phẩm chiếm đến trên 28%, thì nó sẽ tác động khá mạnh đến lạm phát. Thì đó là cái điểm tối trong cái 4 tháng đầu năm mà tôi nêu. Bây giờ tôi sẽ đi đến trao đổi về cái lạm phát của năm 2022. Thì trước đây thì một số nhà kinh tế cũng như là tôi đọc trên báo chí, rồi một số phóng viên có hỏi tôi rằng là lạm phát mấy năm vừa qua chúng ta kiểm soát rất tốt, năm ngoái có 1,84, trước đó nữa cũng rất là thấp, trong khi đó là cái mục tiêu của Quốc hội là 4%, nhiều năm gần đây chưa năm nào đến cái mức đó cả. Thế tại sao anh lại cứ lo lắng đề cập đến cái sức ép lạm phát cao đến như vậy? Thì chúng ta nhìn lại cái lạm phát của cả năm 2021 ở mức 1,84. Thì cái nguyên nhân cơ bản cái lạm phát của năm 2021 thấp đó là chúng tôi thấy là cái tổng cầu của nền kinh tế năm đó suy giảm rất mạnh. Chúng ta biết là cái tổng cầu của nền kinh tế của cái giai đoạn 2016 đến 2021 đó, thì từ 2016 đến 2019 là tổng cầu thể hiện qua cái tổng mức bán lẻ là đều tăng trên 10%. Nhưng mà riêng sang năm 2020 chỉ tăng còn có 1,7%. Và đến năm 2021 là giảm 3,8%. Đây là cái nguyên nhân cơ bản và chủ yếu nhất để cho cái lạm phát của năm 2021 là chỉ có 1,84. Và cái yếu tố tổng cầu suy giảm này đó, đối với năm 2022 thì không còn nữa. Kinh tế chúng ta đang phục hồi, một loạt những cái gói hỗ trợ đang triển khai. Thì và dần dần là cái tổng cầu nó sẽ tăng lên. Cho nên cái yếu tố mà tổng cầu suy giảm để kiểm soát lạm phát của năm 2022 là không có nữa.
Cái thứ hai nữa là trong năm 2021 đó, thì cái chính sách tài khoá đã hỗ trợ rất tốt và kịp thời cho người dân, cũng là một cái yếu tố để mà kiểm soát và cái mức lạm phát của năm 2021 thấp ở cái mức 1,84. Cụ thể là chúng ta, chính phủ đã thực hiện là 5 lần giảm giá điện, rồi thì giảm giá nước, 2 lần giảm giá nước, rồi miễn giảm học phí, giảm giá cước viễn thông. Tất cả những giảm giá này trong cái bối cảnh là cái người dân chỉ chi tiêu những cái loại mặt hàng thiết yếu thôi, thì điện là thiết yếu thôi. Cho nên là cái chính sách hỗ trợ, chính sách tài khoá hỗ trợ của năm 2021 rất tốt. Những cái chính sách này đối với năm 2022 thì lại không phải là hỗ trợ trực tiếp cho cái tiêu dùng dưới cái dạng như này nữa. Mặc dù chính phủ cam kết là không tăng giá điện, đây là không tăng cái giá điện, giá cơ sở thôi. Chứ còn nếu mà nhu cầu tiêu dùng điện rồi nhu cầu sử dụng cho sản xuất, cho tiêu dùng mùa hè nóng lực, mùa đông rét mướt ấy, thì nó sẽ vẫn cứ tăng giá. Bởi vì giá điện chúng ta tính là lũy kế tiêu dùng mà. Và cái điểm thứ ba đó là chúng ta trong năm 2021 mặc dù là xăng dầu tăng rất mạnh, nhưng mà chúng ta đã kiểm soát rất tốt cái giá xăng dầu. Chúng ta sử dụng quỹ bình ổn rồi một loạt những cái giải pháp chúng ta kiểm soát tốt. Chứ nếu không kiểm soát tốt xăng dầu thì chắc chắn lạm phát 2021 không phải ở mức là 1,84. Và cái yếu tố thứ tư đó là mặc dù trong năm 2021 kinh tế thế giới phục hồi rất mạnh do chính sách hỗ trợ của các nước trên thế giới, của các nền kinh tế lớn, làm cho giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh. Nhưng mà đối với Việt Nam ấy, thì cộng đồng doanh nghiệp người ta đã chuẩn bị khá tốt cái vật tư cho sản xuất. Cộng thêm nữa thì khi mà giá nguyên vật liệu của thế giới tăng mạnh, cộng đồng doanh nghiệp đã chuẩn bị và doanh nghiệp cũng chịu cắt giảm, có những giải pháp cắt giảm chi phí và không giảm bớt cái lợi nhuận để dẫn đến là không tăng giá bán sản phẩm. Thì đây cũng là một yếu tố mà kiểm soát lạm phát tốt trong năm 2021. Và chính sách tiền tệ thì vừa rồi Ngài trưởng đại diện rồi tiến sĩ Cân Văn Lực cũng đã phân tích cái chính sách tiền tệ của Việt Nam rất tốt trong cái nhiệm vụ là thúc đẩy phát triển kinh tế và kiểm soát lạm phát. Thì đó là năm cái nhóm yếu tố mà làm cho cái lạm phát của năm 2021 kiểm soát ở mức chỉ 1,84. Thì những cái nhóm yếu tố này đó thì sẽ có những cái tác động ít nhiều đối với lạm phát của năm 2022 này. Thì về cái lạm phát năm 2022 đó, thì chúng tôi nghiên cứu đối với nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi gom lại thành 3 cái nhóm gây ra áp lực lạm phát trong năm 2022. Cái nhóm thứ nhất và quan trọng nhất đó là cái nhóm gọi là lạm phát chuỗi cung ứng. Kinh tế nước ta thì phụ thuộc khá nhiều vào cái nguyên vật liệu từ bên ngoài. Như chúng ta đã biết đó, đến 37% cái nguyên vật liệu đầu vào của nền kinh tế là từ nhập khẩu. Trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo là cái động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế thì lại chiếm đến là 50,98%. Cho nên là khi mà nguyên vật liệu đầu vào mà cung cấp cho Việt Nam không đáp ứng bởi vì cái chuỗi cung ứng bị đứt gãy, lạm phát chuỗi cung ứng tác động thì sẽ tác động rất mạnh đến kinh tế Việt Nam. Một cái điểm nữa ở đây đó là cái chiến tranh Ukraine, thì Ngài François cũng đã nói rồi. Thì Nga và Ukraine là cái nước cung cấp một số những nguyên vật liệu rất cơ bản, công nghiệp rất cơ bản. Ngoài cái chuyện lúa mì rồi thì những cái nông sản thì nó không tác động lớn đến kinh tế Việt Nam bởi vì chúng ta không sử dụng nhiều cái sản phẩm nông nghiệp của Nga và Ukraine. Nhưng mà những cái đầu vào là những cái nguyên vật liệu cho công nghiệp thì cũng Nga và Ukraine cũng là những cái nước mà cung cấp những cái nguyên vật liệu khá quan trọng. Thì khi mà cái chiến tranh này đã nổ ra đó thì nó càng làm cho cái lạm phát chuỗi cung ứng trầm trọng hơn. Có một thuật ngữ nói rằng là cái mối nguy hiểm ngày càng rõ ràng và hiện hữu hơn đối với cái lạm phát chuỗi cung ứng đối với toàn thế giới. Mặc dù năm 2021 là lạm phát thế giới đã rất là cao rồi, nhưng mà nó sẽ tiếp tục sang năm 2022 khi mà có cái cuộc chiến tranh này. Thì đây là cái yếu tố thứ hai, nó làm cho cái lạm phát chuỗi cung ứng sẽ gay gắt hơn. Một cái nội dung mới mà Ngài Phan Xoa, trưởng đại diện của IMF ở Hà Nội, ở Việt Nam đã đề cập đến. Thì đây là điểm rất quan trọng, mà trong cái phát biểu này tôi cũng sẽ phát biểu sâu hơn một chút để chúng ta thấy được những cái mối nguy hại. Đó là cái chính sách Zero Covid của Trung Quốc.
và cái tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc thì nó sẽ tác động rất mạnh tới sản xuất và tiêu dùng của chúng ta. Nghiên cứu về quan hệ thương mại và cái tác động của Trung Quốc đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và lạm phát của Việt Nam thì chúng tôi cung cấp một số cái thông tin thế này. Kinh tế nước ta thì có độ mở lớn, như tôi đã nói đấy, nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất là 37% là nhập khẩu, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo là 50,9%, 50,98 gọi là 51%. Và cái nguyên vật liệu từ Trung Quốc đối với kinh tế Việt Nam rất quan trọng. Chẳng hạn qua số liệu mới nhất của cả năm 2021 thì kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với Trung Quốc chiếm 1/4 trong cái tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của đất nước chúng ta, tức là chiếm đến 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Kinh tế Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Trong cái nhập khẩu để mà cho sản xuất đó, thì nhập khẩu thì có nhập khẩu tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng và nhập khẩu một số cái loại khác nữa. Tôi xin lỗi, tôi lấy cốc nước. Thì nhập khẩu tư liệu sản xuất từ Trung Quốc chiếm đến 34%. Trên 1/3 tư liệu sản xuất nhập khẩu cho nền kinh tế của chúng ta là phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong đó có cái ngành, có nhiều ngành kinh tế như ngành dệt may ở chỗ anh tổng giám đốc của tổng công ty May 10 này thì chắc anh biết rất rõ. Chẳng hạn như là một số ngành này. Tôi liệt kê ra đây chẳng hạn ngành thuốc lá thì nhập khẩu từ tư liệu nhập khẩu cái nguyên vật liệu cho công nghiệp thuốc lá và từ Trung Quốc chiếm 31,2%. Hóa chất chiếm 32,6%. Nguyên phụ liệu dược phẩm chiếm đến 71,4%. Đây là những cái ngành mà sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc. Những cái sản phẩm, những cái nguyên liệu đầu vào dùng cho nông nghiệp như là phân bón chúng ta nhập từ Trung Quốc đến 42%. Thuốc trừ sâu 47,3%. Sản phẩm chất dẻo 51%. Sợi dệt và vải, sợi dệt là đến 56,6%, vải đến 63,3%. Đây là cái thị trường cung cấp nguyên vật liệu rất lớn cho công nghiệp chế biến của chúng ta, đặc biệt ngành dệt. Nếu mà bị gián đoạn cái này thì ngành dệt may của chúng ta sẽ rất là khó khăn cho sản xuất và xuất khẩu. Sản phẩm từ sắt thép cũng chiếm đến 60,5%, dây cáp điện 60,6%. Thì đó là một số cái ngành mà cái nguyên vật liệu đầu vào chúng ta phụ thuộc khá lớn vào Trung Quốc. Cho nên là khi mà Trung Quốc có vấn đề, thực hiện cái Zero Covid chẳng hạn như thế, phong tỏa cái xuất nhập khẩu rất khó, và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, thì sẽ tác động trực tiếp đến cái tăng trưởng của hoạt động sản xuất của Việt Nam và trực tiếp đến cái giá cả. Các cái doanh nghiệp khi mà mua ở Trung Quốc, tại sao chúng ta phụ thuộc nhiều? Bởi vì là cái địa bàn nó gần, chúng ta mua chúng ta chuyển về rất gần. Chứ nếu mà chúng ta bây giờ tìm một cái địa bàn khác đó, thì ngay cái phí vận tải thôi, rồi thời gian để mà vận chuyển cũng rất là khó. Như tôi đọc thấy là nếu mà mua dầu mỏ của Nga thì phải linh đinh ở trên biển, người ta trở về cũng phải mất vài tháng dầu mỏ của Nga mới về được đến Việt Nam. Nhưng dầu mỏ, cái xăng dầu hiện nay chúng ta phần lớn là chúng ta nhập ở trong cái khu vực Đông Nam Á và Châu Á thôi. Cho nên là cái vai trò của Trung Quốc rất lớn, và gần đây thì Trung Quốc thực hiện cái chính sách đó. Cho nên ngài trưởng đại diện IMF đã cảnh báo với kinh tế chúng ta về cái kinh tế Trung Quốc và các cái chính sách của Trung Quốc chậm lại cũng sẽ làm cái yếu tố tác động đến cái lạm phát chuỗi cung ứng. Một cái nhóm áp lực thứ hai đối với lạm phát của Việt Nam đó là giá nguyên vật liệu tăng cao. Cái điều này thì chúng ta đã biết rồi. Trong năm 2021, giá nguyên vật liệu của thế giới tăng rất mạnh. Đối với nước ta thì tôi nhóm cái giá nguyên vật liệu thành hai đến ba nhóm. Nhóm thứ nhất là xăng dầu. Xăng dầu nó tác động đến kinh tế Việt Nam và tác động lạm phát thì rất lớn. Thì cho phép tôi không nói nhiều. Chỉ biết rằng là nếu mà giá xăng dầu càng tăng cao đó, thì sẽ càng làm cho kinh tế chúng ta sẽ khó khăn. Vừa rồi thì anh Cấn Văn Lực cũng có đưa ra là xăng dầu tăng bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ ảnh hưởng, thì tổng thống kê tính toán là cứ 10%, xăng dầu tăng 10%
thì sẽ làm cho tăng trưởng là giảm là 0,5 điểm phần trăm, làm cho lạm phát tăng là 0,36 điểm phần trăm. Nên chắc chắn năm 2022 này thì giá xăng dầu bình quân sẽ tăng khá cao. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây thì hôm qua là xăng dầu trong nước đã tăng đến gần cái mức 30.000 rồi, tăng rất cao. Mà xăng dầu tăng cao thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành vận tải, đến khai thác thủy sản, đến các cái ngành và đến cả cái tiêu dùng, đến ngành giao thông, vận tải và tiêu dùng. Vì trong 4 tháng thì giá dầu Brent biển Bắc đã tăng khoảng 60% so cùng kỳ năm trước. Và cái giá xăng dầu thế giới nó biến động không biết thế nào mà lường cả. Mặc dù Mỹ và các nước cũng đã tung cái kho dự trữ ra để mà kiểm soát cái giá, nhưng mà gần đây nó lại bùng lên. Mặc dù Mỹ cũng tung cái kho dự trữ ra nhưng mà cũng lại tiếp tục bổ sung vào kho dự trữ. Thứ hai, nhóm thứ hai là nhóm về nguyên vật liệu, công nghiệp. Thì tôi đã đề cập, công nghiệp chúng ta, đặc biệt công nghiệp chế biến chế tạo phụ thuộc rất nhiều vào cái nhập khẩu. Cái giá nguyên vật liệu công nghiệp mà tăng cao cũng sẽ làm cho lạm phát, là sức ép lạm phát. Doanh nghiệp không thể chịu đựng mãi là không tăng giá được. Đầu vào tăng đến một chừng mực nào đó, đến một thời điểm nào đó cũng phải tăng cái giá đầu ra. Và giá đầu ra tăng thì sẽ tăng cái giá chung của toàn nền kinh tế. Đặc biệt giá phân bón và thức ăn chăn nuôi, gia súc. Giá phân bón thì phân bón chiếm đến 40-50%, thức ăn chăn nuôi gia súc cũng tăng. Thì chúng tôi dự báo là mặc dù 4 tháng thì giá thịt lợn giảm, nhưng mà cuối năm khi mà có nhu cầu tiêu dùng tăng, rồi giá thức ăn chăn nuôi gia súc tăng, rồi thì kinh tế phục hồi trở lại. Trong đó 4 tháng đầu năm thì cái chăn nuôi bị suy giảm, thì khi mà phục hồi đàn thì sẽ làm cho là giá của thực phẩm thịt, đặc biệt là thịt lợn sẽ tăng. Gần đây tôi đọc có một dự báo nói rằng là cái nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam sẽ tăng và giá cả sẽ tăng. Và cái nhóm thực phẩm này trong cái quyền số chiếm đến 28% trong CPI, thì nếu mà nó tăng giá thì nó sẽ tác động rất mạnh lên CPI của toàn nền kinh tế. Chứ không phải là giảm, thịt lợn giảm làm cho là giảm đến 0,72 điểm phần trăm trong 4 tháng đầu năm. Và qua tính toán, chúng tôi tính toán đấy, khi mà giá nguyên vật liệu tăng 1% thì giá sản phẩm đầu ra, tức là cả cái tác động trực tiếp, cả tác động gián tiếp mà tiến sĩ Cấn Văn Lực hay nói là tác động lan tỏa đó, thì sẽ làm cho là chi phí, tức là cái chỉ số giá sản xuất đầu ra đó, là tăng đến 2,06 điểm phần trăm. Thì đây là một cái tác động rất mạnh của cái nhóm áp lực lạm phát là tăng giá nguyên vật liệu. Cái nhóm thứ ba đó, và trong cái nhóm này chúng tôi đề cập đến thêm về cái chi phí tiền lương, tăng lương. Lao động vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong năm 2021 khi mà phong tỏa, rồi phong tỏa và dùng các cái giải pháp để mà kiểm soát cái dịch bệnh, thì gây cho các doanh nghiệp thiếu hụt rất nhiều lao động. Mà khi mà kinh tế phục hồi thì cần tuyển dụng lao động, thì khi đó là cái chi phí tuyển dụng, rồi một loạt những cái chính sách khác sẽ làm cho cái chi phí tiền lương tăng lên. Rồi gần đây chúng ta nghe là đang thảo luận cái chuyện là tăng cái mức lương cơ sở, rồi tăng lương cho người lao động. Thì tất cả những yếu tố này cũng sẽ làm cho cái chi phí lao động tăng lên. Cho nên trong cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà giá nguyên vật liệu và giá đầu vào tăng, còn bao gồm cả cái chi phí về lao động, chúng tôi cũng dự báo cũng sẽ là tăng, cũng sẽ là một cái yếu tố gây nên cái lạm phát của năm 2022. Cái nhóm thứ ba tác động đến lạm phát đó là cái tổng cầu tăng đột biến của nền kinh tế của chúng ta. Cái này thì một loạt những cái gói hỗ trợ, rồi chúng ta biết là cái gói 350.000 tỷ thực hiện trong 2 năm, rồi những cái gói hỗ trợ của năm 2021 nó thẩm thấu vào nền kinh tế của chúng ta thì sẽ làm tăng đột biến. Trong đó đặc biệt là cái gói hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, tôi hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ Cấn Văn Lực, tức là cái đầu tư để mà thúc đẩy cái cơ sở hạ tầng, đó là một cái động lực chính trong cái tăng trưởng của năm 2022 này. Nó cũng giống nền kinh tế Trung Quốc. Khi mà Trung Quốc đang gặp phải khó khăn đấy, thì vừa qua là chính phủ Trung Quốc mới đưa ra là tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng để thành một cái động lực tăng trưởng, cứu giúp cái chuyện là suy giảm tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc. Và nếu mà chúng ta nghiên cứu về Trung Quốc, chúng ta biết rằng là cái đầu tư về cơ sở hạ tầng của Trung Quốc thì rất tuyệt vời trong mấy chục năm qua.
Và đó là cái niềm mơ ước của rất nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có cả Mỹ cũng phải ghen tị với cái chuyện đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Và đây là một cái giải pháp để mà tăng trưởng kinh tế. Thì Việt Nam chúng ta cũng đang sử dụng cái đầu tư vào cơ sở hạ tầng này là một động lực rất mạnh cho tăng trưởng kinh tế. Thì trong cái xây dựng, trong cái đầu tư về cơ sở hạ tầng đó, thì cái nguyên vật liệu về xây dựng, về xây lắp, về lắp đặt, về các cái nguyên vật liệu xây dựng cũng sẽ tăng cao. Đặc biệt chúng ta biết giá thép rồi giá nguyên vật liệu xây dựng, giá xăng dầu tăng rất mạnh, giá xi măng và các loại khác trong cái xây dựng tăng mạnh. Thì khi mà chúng ta thực hiện kích cầu, trong đó là về cơ sở hạ tầng, thì đây cũng là một cái yếu tố để mà làm tăng cái sức ép lên lạm phát. Qua chúng tôi tính toán từ bảng cân đối liên ngành đó, và thì thấy rằng là cái giá, riêng cái giá thép tăng mạnh thôi, cái giá thép đã, cái thép đã chiếm từ 12 đến 16% trong cái tổng giá trị công trình rồi. Mà thép thì trong 4 tháng đầu năm là tăng liên tục 4-5 lần liền. Và có những thời điểm giá thép đứng ở mức rất cao, kỷ lục chưa bao giờ cao đến như thế cả. Khi mà giá thép tăng thế này đó, thì sẽ làm cho giá trị công trình bị đội lên. Thì khi mà người ta tính toán là cứ giá thép tăng 10% thì làm cho giá trị của công trình tăng thêm 1%. Cái điểm này sẽ tác động rất lớn đến cái tiến độ giải ngân, đến thực hiện các dự án, và cũng sẽ tác động đến cái lạm phát của nền kinh tế. Thì cái nhóm sức ép thứ ba, áp lực thứ ba đối với lạm phát thì tôi đề cập đến là tổng cầu tăng đột biến. Trong cái bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng càng làm cho các cái nguyên liệu đầu vào để thực hiện các cái chương trình là kích cầu, đặc biệt là cái gói hỗ trợ về cái xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ khó khăn. Thì đó là ba cái nhóm lớn của áp lực lạm phát của năm 2022. Thì với cái nhóm áp lực như vậy đó, thì dự báo lạm phát của năm 2022 đối với Việt Nam như thế nào? Thì đây là cái nội dung tôi cũng muốn đề cập. Thì đối với thế giới thì ngay sau khi mà năm 2020 khi mà kiểm soát được cái đại dịch, thì trong năm 2021 các nền kinh tế lớn đều có những cái gói kích cầu rất mạnh. Cụ thể là Mỹ, là các nước EU, Ấn Độ tăng, có cái gói kích cầu rất mạnh làm cho là kinh tế thế giới tăng trưởng tốt. Đấy, năm ngoái chúng ta biết là tăng trưởng toàn cầu là đạt là 6,1%, tăng trưởng rất mạnh. Và chính vì những cái gói kích thích như vậy làm cho lạm phát của thế giới tăng cao. Lạm phát thế giới tăng cao chưa từng thấy. Có nhiều nước mà như là ngài trưởng đại diện của IMF đã nói đấy, lạm phát tăng cao trong vòng 4 thập kỷ vừa qua. Có những nước là cao chưa từng thấy. Rồi là giá lương thực do FAO tính toán cũng tăng cao trong vòng 6 thập kỷ vừa qua, đều là cao cả. Thế thì với thế giới thì khi mà giá cả tăng cao như vậy, rồi thì cộng thêm cái yếu tố là cái cuộc chiến tranh ở Ukraine càng làm đứt gãy cái nguồn cung, làm giá cả tăng lên. Làm cho, và IMF gần đây nhất đó, thì có cái IMF ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì có cảnh báo là khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2022 có khả năng gặp phải cái tình huống là đình trệ, tức lạm phát gia tăng nhưng mà tăng trưởng lại giảm. Vừa rồi ngài trưởng đại diện rồi ông Cấn Văn Lực cũng có đề cập những cái thuật ngữ này. Thì đây cũng là nguy cơ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và Việt Nam chúng ta không nằm ngoài đó. Bởi vì kinh tế chúng ta có độ mở rất lớn, sản xuất phụ thuộc, xuất khẩu, độ mở lớn, chúng ta tăng trưởng, một trong cái động lực tăng trưởng đó là xuất khẩu cho bên ngoài thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi mà kinh tế bị suy giảm, bị đình trệ đó, thì cái nhu cầu của bên ngoài cũng sẽ không nhiều đối với sản phẩm của Việt Nam. Nói câu này thì tuy vậy thì cái xuất khẩu Việt Nam phần lớn chúng ta là xuất khẩu những cái mặt hàng gọi là nhu yếu phẩm, tiêu dùng hàng ngày của người dân. Như sản phẩm dệt may ở chỗ anh thân Đức Việt đây thì chả ai ta không mặc quần áo cả. Nhưng không đáng lo lắm. Không đáng lo, nó rẻ lắm. Chứ còn nếu mà những cái mặt hàng mà có giá trị lớn, mặt hàng công nghiệp ấy, thì khi đó phải tính toán. Thì đó là cái ảnh hưởng của cái... Cho nên là IMF có cảnh báo như vậy. Thì gần đây thì IMF có dự báo cái lạm phát của Việt Nam là gần đến cái ngưỡng 4%, tức là 3,9%. Rồi một số những cái tổ chức quốc tế cũng đều có dự báo cái lạm phát của Việt Nam tăng rất là cao.
có khả năng tăng cao. Như là cái ngân hàng Standard Chartered đó là dự báo lạm phát của Việt Nam là vượt cái ngưỡng 4% trong năm 2022 và có khả năng lên 5,5% trong năm 2023. Thế còn cái công ty chứng khoán của Ngân hàng Đầu tư Phát triển thì có dự báo là nếu mà công ty này dựa vào cái giá dầu thô bình quân của năm 2022, nếu mà ở mức 80 đô một thùng thì lạm phát Việt Nam có thể ở mức là 4,5%. Vì xăng dầu là có một cái vai trò rất lớn trong cái sản xuất và tiêu dùng. Thế còn nếu mà duy trì ở mức là 100 đô một thùng thì lạm phát có thể lên trên 5,1%. Thì căn cứ vào ba cái nhóm gây ra áp lực lạm phát, rồi thực tế đối với Việt Nam như là giá phân bón, giá thức ăn chăn nuôi gia súc tăng cao và cái cơ cấu tiêu dùng của thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn đó, thì chúng tôi dự báo là đặc biệt về cái giá điện chẳng hạn. Điện thì hiện nay chúng ta là đến trên 50% cái điện là chúng ta phụ thuộc vào nhiệt điện. Và chúng ta phụ thuộc vào cái nhập khẩu than để mà chúng ta sản xuất điện. Cái giá than trên thế giới cũng tăng rất mạnh, thì cũng là một yếu tố. Cho nên mặc dù cái giá cơ sở của điện có thể không tăng, chính phủ nói không tăng, nhưng mà khi mà cái nhu cầu tiêu dùng tăng thì nó sẽ tăng. Thì cộng tất cả những cái yếu tố mà tác động đến cái gây sức ép lên lạm phát đó, thì chúng tôi dự báo lạm phát của năm 2022 này là ở cái mức khoảng độ từ 4% cho đến 4,5%. Và với cái độ trễ của các cái chính sách, rồi thì với cái tác động của kinh tế thế giới, thì chúng tôi dự báo lạm phát của năm 2023 là ở mức là 5 cho đến 5,5%. Thế phần cuối cùng thì đề cập đến một số giải pháp thì tôi cũng sẽ nói nhanh thôi, bởi vì thời gian không còn dài nữa. Cái nhóm giải pháp thứ nhất là chính phủ cần kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách thủ tục hành chính, rồi rà soát bãi bỏ một số những cái quy định gì đó mà không phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. Thứ hai nữa là trong cái bối cảnh lạm phát chuỗi cung ứng bị đứt gãy đó, thì các nước thực hiện cái trừng phạt đối với Nga thì càng làm trầm trọng thêm. Thì chúng ta cần đa dạng hóa nguồn cung để chúng ta không bị phụ thuộc vào nguồn cung. Đặc biệt là như vừa rồi tôi phân tích là chúng ta phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc, thì chúng ta cần phải đa dạng hóa nguồn cung để chúng ta luôn luôn chủ động sản xuất. Thứ ba nữa là chúng ta cần phải có một cái giải pháp, một cái chiến lược rất đặc biệt đối với an ninh năng lượng, đặc biệt là xăng dầu. Chúng ta cần phải dự báo, cần phải dự trữ xăng dầu để sao cho là chúng ta luôn luôn không bị động đối với xăng dầu. Không còn thời gian, như tôi nói là dự trữ xăng dầu của các cái nền kinh tế lớn, người ta làm rất tốt. Trong khi đó vừa qua thì Bộ trưởng Bộ Công Thương có giải trình về cái dự trữ xăng dầu. Chúng ta biết là dự trữ xăng dầu chúng ta chỉ được đến 5 cho đến 7 ngày thôi. Bộ trưởng thì rất mong là làm sao dự trữ xăng dầu chúng ta được khoảng độ một tháng rưỡi, tức là gấp 10 lần hiện nay. Thì nếu mà gấp 10 lần hiện nay thì chúng ta dự trữ mới chỉ được khoảng độ 4 cho đến 5 ngày thôi. Thì xăng dầu mà chúng ta không dự trữ tốt đó, thì sẽ tác động rất lớn đến cái tăng trưởng và lạm phát, đặc biệt là lạm phát của Việt Nam. Các nước thì, chẳng hạn như Mỹ là dự trữ xăng dầu rất lớn, có thể đáp ứng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng một tháng. Và 29 nước trong cái tổ chức năng lượng thế giới, tham gia vào tổ chức năng lượng thế giới, người ta có những cái quy định là phải dành ra bao nhiêu phần trăm kinh phí để mà dự trữ xăng dầu. Thì vừa rồi Bộ trưởng cũng đề nghị là dự trữ xăng dầu Việt Nam là cần phải dự trữ bằng hàng thay vì bằng tiền. Thế cái đó là quá đúng. Thì Mỹ vừa rồi thì ra lệnh là Tổng thống nói rằng là sẽ xuất kho một số để mà giảm giá xăng dầu, nhưng mà gần đây nhất thì Bộ Thương mại Mỹ lại đang có cái chính sách để mà mua thêm vào 600 triệu thùng dầu để mà bổ sung vào cái kho dự trữ. Thì cái dự trữ xăng dầu này cũng rất là quan trọng. Thì ngoài ra còn một số chính sách khác nữa, thời gian không còn nữa, thì cái này thì tài liệu của diễn đàn cũng đã được tạp chí sẽ cung cấp đầy đủ cho các quý vị. Nhưng tôi xin phép là được kết thúc cái trình bày ở đây. Đã quá thời gian rồi. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên tổng cục trưởng tổng cục thống kê, về cái phần chia sẻ về bức tranh lạm phát Việt Nam năm 2022 và 2023. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời các quý vị nghe một nội dung như các quý vị cũng đã nghe trong phần trình bày của tiến sĩ Cấn Văn Lực, đã chia sẻ với chúng ta về cái động lực
tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam năm 2022-2023. Thì tiếp theo đây chúng ta sẽ nghe một cái nội dung mới về kinh tế số. Đây là một cái động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam trong thời gian tới. Vậy thì thực trạng kinh tế số Việt Nam ra sao, cũng như là cái tương lai phát triển kinh tế số của Việt Nam thế nào và các giải pháp để phát triển kinh tế số trong thời gian tới ra sao, thì xin mời các quý vị chúng ta cũng sẽ nghe phần chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và cũng là thành viên Hội đồng biên tập của tạp chí Kinh tế và Dự báo. Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt sẽ chia sẻ với chúng ta qua hình thức trực tuyến vì tiến sĩ đang đi công tác. Vâng. Alo, thầy thử nói giúp em xem đội kỹ thuật. Alo, 1, 2, 3, 4. Vâng, bên này nghe được rồi ạ. Vâng. Trước hết là xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và ban tổ chức hội thảo có mời tôi trình bày cái báo cáo tham luận về kinh tế số của Việt Nam, được coi là một nguồn lực và động lực tăng trưởng quan trọng hiện tại và trong thời gian tới. Do điều kiện nó bất khả kháng, tôi có cái chuyến đi công tác ra tại Lào, cho nên hiện nay thì đang ở Viên Chăn, phải trình bày qua slide online, mong quý vị thông cảm. Quý vị có nhìn thấy cái màn hình tôi chia sẻ không ạ? Có nhìn thấy anh Đạt ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Trong phần trình bày của tôi thì tôi xin phép trong cái khung khổ thời gian có hạn khoảng 15 phút sẽ giới thiệu 4 nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất là tôi sẽ tổng quan một chút về kinh tế số. Sở dĩ phải có một chút cách hiểu về kinh tế số vì như trong phần trình bày của anh Cấn Văn Lực có đưa ra một slide về kinh tế số đấy. Và anh Cấn Văn Lực có nói rằng là cái này thì cũng chưa phản ánh hết cái quy mô kinh tế số của Việt Nam. Vậy thì tại sao chúng ta lại có những con số khác nhau về kinh tế số? Đấy chính là do các cái khái niệm và phạm vi đo lường khác nhau. Thì tiếp đến tôi sẽ giới thiệu một cái tóm tắt cái thực trạng kinh tế số Việt Nam dựa trên một số số liệu báo cáo gần đây của các tổ chức quốc tế cũng như những công bố mang tính chất là ước đoán, ước chừng của Bộ Thông tin Truyền thông về cái thực trạng kinh tế số của Việt Nam. Và tiếp đến là vậy thì cái kịch bản phát triển kinh tế số của chúng ta như Đại hội Đảng đề ra và cái lộ trình chúng ta thực hiện là kinh tế số năm 2025 là 20% GDP, năm 2030 là 30% GDP. Liệu có khả thi không? Liệu khả thi không? Và chúng ta từ đó phải thực hiện những chính sách gì? Trước hết là tôi xin dành một chút hết sức vắn tắt để giới thiệu với anh chị cái khái niệm và cái đo lường kinh tế số. Và đây chính là cái câu trả lời cho cái câu hỏi là tại sao chúng ta có những cái con số và những cái công bố khá khác nhau về quy mô kinh tế số, không chỉ của Việt Nam đâu mà của nhiều nước. Khi người ta công bố những cái số liệu về kinh tế số ấy, thì có nước thì công bố trên cùng quy mô kinh tế số của mình ấy, có lúc thì công bố 8%, có lúc thì công bố 10%, có lúc thì công bố 12%. Đấy là vì kinh tế số được hiểu và đo lường theo các cái nghĩa khác nhau. Nghĩa hẹp ấy, tức là kinh tế số theo khu vực đấy, thì chỉ đo lường giá trị gia tăng của lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông, kể cả về phần cứng và phần mềm. Theo một nghĩa rộng hơn thì kinh tế số bao gồm cái nghĩa hẹp đó cộng thêm với các ngành nghề có mô hình kinh doanh hoàn toàn gắn liền với công nghệ số, ví dụ các nền tảng trực tuyến, các dịch vụ hỗ trợ nền tảng như kinh tế chia sẻ, tài chính cộng đồng v.v. Và cái nghĩa rộng này ấy, thì người ta gọi là kinh tế Internet hay là kinh tế nền tảng. Và cuối cùng, cái nghĩa rộng nhất của kinh tế số chính là toàn bộ các hoạt động kinh tế của nền kinh tế, trong đó có các cái ngành kinh tế truyền thống dựa trên nền tảng số và
dựa vào phát triển kinh tế số khi sử dụng các cái công nghệ và dữ liệu để tạo ra những cái mô hình kinh doanh và tiêu dùng mới. Gần đây ấy, thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều thuật ngữ khác nhau để mô tả cái tầm quan trọng cũng như vai trò của kinh tế số, và cũng là lần đầu tiên trong các cái nghị quyết của Đại hội Đảng và trong các nghị quyết của Chính phủ chúng ta có công bố một cách rất là rõ ràng cái quy mô về kinh tế số mà chúng ta cần phải đạt được trong thời gian tới. Thứ nhất là tại sao người ta lại nói kinh tế số tạo ra dư địa và không gian tăng trưởng mới? Thì như các anh chị đã biết là tạo ra dư địa mới là vì kinh tế số nó dựa vào một cái đầu vào hoàn toàn khác. Đấy chính là dữ liệu số, dữ liệu số. Và đây là có thể nói coi là một trong những cái tài nguyên là những cái đầu vào của nền kinh tế mà do con người tạo ra, chứ không phải là do con người dựa vào khai thác tài nguyên. Và do vậy nó tạo ra một cái không gian tăng trưởng mới. Tại sao lại nói kinh tế số là một động lực tăng trưởng quan trọng nhất hiện nay? Thì trong báo cáo của anh Tuấn Văn Lực cũng như là trong báo cáo của anh Lâm đã nói lên những cái khó khăn, những cái thách thức của nền kinh tế năm 2022. Và cho đến nay thì các cái dự báo mới nhất về kinh tế có chiều hướng là điều chỉnh giảm. Những cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở trên phạm vi toàn cầu cũng như phạm vi khu vực, và điều chỉnh giảm ở cái dự báo đối với kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên ấy, thì trong cái bối cảnh hết sức khó khăn của hai năm đại dịch cũng như cái bối cảnh mà tương lai còn gập ghềnh, còn khó khăn, còn khúc khuỷu trước mắt, thì có một cái điểm sáng là kinh tế số lại liên tục tăng trưởng với tốc độ cao. Báo cáo về kinh tế số của cái tổ chức bên của Đông Nam Á đấy, về kinh tế số Đông Nam Á thì là liên tục thay đổi các cái kịch bản về kinh tế số theo chiều hướng gia tăng chứ không phải là tụt đi. Dự báo kinh tế tăng trưởng GDP thì điều chỉnh giảm, nhưng dự báo về kinh tế số lại liên tục gia tăng. Điều đó chứng tỏ rằng là kinh tế số đang là một cái động lực quan trọng về tăng trưởng, nếu không nói là tăng trưởng quan trọng nhất. Trong cái nghiên cứu của chúng tôi về kinh tế số trong thời gian vừa qua thì kinh tế số không chỉ tạo ra cái dư địa tăng trưởng mới, nó tạo ra cái phương thức sản xuất mới, mà cái điều hết sức quan trọng là kinh tế số nó tác động vào năng suất lao động. Và nếu chúng ta áp dụng kinh tế số theo kịch bản tích cực thì từ nay đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng năng suất của chúng ta sẽ tăng khoảng gấp đôi so với hiện nay nếu kinh tế số được thực hiện theo cái kịch bản lạc quan nhất. Và do vậy kinh tế số chính là một cái động lực hết sức quan trọng để chúng ta thoát bẫy thu nhập trung bình. Điều kiện cơ bản để chúng ta thoát bẫy thu nhập trung bình là dựa vào năng suất, như báo cáo khuyến nghị của rất nhiều tổ chức và chính chúng ta cũng nhận thấy rằng là để có thể chúng ta thoát được bẫy thu nhập trung bình, con đường cơ bản quan trọng nhất phải là tăng năng suất. Và nghiên cứu của chúng tôi thì cho thấy rằng kinh tế số là một trong những cái tác nhân để dẫn tới cái sự gia tăng về năng suất một cách bền vững. Và kinh tế số chính là con đường đi trong tương lai của chúng ta, là vì ở kinh tế số thì sử dụng dữ liệu số là chính chứ không phải dữ liệu nguồn tài nguyên thiên nhiên, cho nên đây là một cái cách để chúng ta tăng trưởng kinh tế một cách bền vững, hài hòa với thiên nhiên. Và cuối cùng tôi xin được nhắc lại là lần đầu tiên trong nghị quyết của Đại hội Đảng chúng ta đã nhấn mạnh đề ra một mục tiêu hết sức rõ ràng là kinh tế số năm 2025 là chiếm 20% và năm 2030 chiếm 30%. Ở trong phần trình bày sau đây của tôi sẽ đi sâu phân tích một chút về các cái dự báo, các cái tiềm năng tăng trưởng của các cấu trúc thành phần kinh tế số của Việt Nam, để chúng ta cùng với các cái dự báo của các tổ chức kinh tế chúng ta đánh giá được phần nào liệu cái mục tiêu của chúng ta có đạt được hay không, liệu cái mục tiêu của chúng ta có tham vọng hay không, và làm thế nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu này. Tôi xin nhắc lại một chút một số những cái nhận định hết sức quan trọng về vai trò kinh tế số. Nhiều nhận định đã nói rằng là để trở thành một nền kinh tế có khả năng cạnh tranh cao thì Việt Nam
rõ ràng chúng ta cần phải nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực. Và kinh tế số chính là nguồn, vừa là nguồn lực, đấy chính là nguồn lực dữ liệu, phương thức sản xuất mới, vừa là động lực tăng trưởng mới thông qua tác động vào năng suất lao động, thông qua và tác động vào tốc độ tăng trưởng kinh tế số. Và hướng tới cái mục tiêu, đây chính là một cái nguồn lực, một cái động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Từ cái đặc trưng của kinh tế số là dựa trên cơ bản và vai trò của dữ liệu, cho nên là các cái mô hình phát triển kinh tế số hiện nay đang thách thức cái mô hình kinh tế truyền thống. Như anh chị em chúng ta là những nhà kinh tế, các chuyên gia kinh tế đều biết là cái mô hình kinh tế số truyền thống của chúng ta thì dựa trên các yếu tố đầu vào rất truyền thống là lao động, là công nghệ, là khoa học công nghệ, cũng vẫn là mô hình kinh tế truyền thống. Nhưng là dữ liệu đã làm thay đổi tất cả. Khi dữ liệu tham gia vào cái mô hình tăng trưởng kinh tế của chúng ta thì nó sẽ dẫn tới một số cái nguyên lý cơ bản kinh tế truyền thống sẽ thay đổi. Ví dụ liệu cái nguyên lý là năng suất cận biên giảm dần trong cái vai trò của kinh tế số có còn đúng nữa hay không? Do vậy là cái sự phát triển của kinh tế số cũng như vai trò của dữ liệu đã dẫn tới cái yêu cầu chúng ta phải tìm hiểu, phải vận dụng những cái mô hình kinh tế rất khác để đo lường, đánh giá tác động cũng như góp phần vào việc tăng trưởng bền vững, bao trùm. Và từ đó thì trong nghị quyết 411 của Chính phủ mới công bố cách đây khoảng 2 tháng, nghị quyết 411 về phát triển kinh tế số và xã hội số đấy, còn đưa vào một cái cụm từ, tức là phát triển kinh tế số sẽ giúp chúng ta là tăng cường được sức chống chịu, thích ứng, và có một cái thuật ngữ mới tôi thấy rất hay, đấy chính là kiên cường, một cái nền kinh tế phát triển rất kiên cường, tối ưu hóa được nguồn lực và tăng cường được sức chống chịu, thích ứng đối với sự thay đổi cũng như các cú sốc từ bên ngoài. Và Bộ Tài nguyên Môi trường thì rất nhấn mạnh cái thuật ngữ là kinh tế số sẽ góp phần thay đổi thứ hạng của Việt Nam trong cái bản đồ kinh tế thế giới. Tiếp đến thì chuyển đổi số nói chung theo một nghĩa rộng hơn được xác định là một trong những ưu tiên để nâng cao năng suất. Ở đây thì có một số nghiên cứu khi mà người ta chưa bàn nhiều với cái vai trò của chuyển đổi số và kinh tế số là có một cái nghịch lý, người ta gọi là nghịch lý tác động của công nghệ thông tin đối với năng suất lao động. Thì ví dụ như ở Nhật Bản, người ta đưa ra một cái nghịch lý là tại sao cái ngành công nghệ thông tin của Nhật Bản và ứng dụng công nghệ thông tin của Nhật Bản và nền kinh tế rất cao, tuy nhiên năng suất lao động tốc độ tăng của Nhật Bản thì lại giảm dần. Tuy nhiên ấy, thì những cái nghiên cứu này là đơn giản chỉ nghiên cứu cái mối quan hệ giữa công nghệ thông tin với năng suất lao động. Ở gần đây thì người ta đang nghiên cứu cái việc sử dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, thì thấy rất rõ cái mối quan hệ tích cực của phát triển chuyển đổi số cũng như là kinh tế số tới năng suất lao động. Và có một điều hết sức rõ ràng là cũng như trên thế giới, khủng hoảng COVID-19 đã góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ở Việt Nam. Đã có rất nhiều báo cáo phân tích đánh giá chúng ta đã có những cái bước chuyển đổi hết sức tích cực nhờ cái cú hích của COVID-19. Ở đây là một slide rất là tình cờ, tôi lấy đúng slide này và nhìn thấy qua phần trình bày của anh Lực cũng lấy đúng slide này. Đây chính là cái báo cáo của kinh tế số do tổ chức Google, Temasek và Bain báo cáo về tình hình e-economy. Thì đặc trưng của cái báo cáo này ấy là mỗi một năm họ đưa ra một báo cáo. Và trong thời gian gần đây thì một cái khám phá và một cái finding rất rõ từ những báo cáo này cho thấy rằng là những dự báo về kinh tế số ấy liên tục được điều chỉnh tăng lên. Mặc dù thì nền kinh tế thế giới suy thoái, mặc dù thì con đường phục hồi đang rất gập ghềnh, khó khăn, khúc khuỷu, nhưng tốc độ tăng trưởng của kinh tế số trên toàn cầu cũng như là của Việt Nam đều ở mức tăng trưởng gấp 4-5 lần, 6-7 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân của GDP. Và theo dự báo mới nhất của cái tổ chức này đấy, thì người ta dự báo là đến năm 2030 quy mô kinh tế số của Việt Nam đứng thứ 2 ở Đông Nam Á và
và chỉ sau Indonesia với giá trị là 220 tỷ đô la. Thì chúng tôi có dùng một cái mô hình dự báo đơn giản theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2030 thôi. Thì thấy rằng là vào quãng năm 2030 thì nền kinh tế Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có quy mô tăng trưởng, có cái quy mô quãng trên 600 tỷ, trên 600 tỷ. Và nếu theo đúng cái dự báo của tổ chức này thì quy mô kinh tế số của Việt Nam là 220 tỷ vào năm 2030, xấp xỉ đúng như mục tiêu chúng ta đề ra trong đại hội đảng là kinh tế số năm 2030 của chúng ta là chiếm 30% GDP, là một cái con số dự báo mới nhất thì là rất trùng khít với cái mục tiêu mà đại hội đảng đề ra đối với sự phát triển kinh tế số là chiếm 30% GDP vào năm 2030. Về một số cái ngành tiêu biểu trong kinh tế số đấy thì thương mại điện tử tăng trưởng với quy mô là 32%, vận tải và thực phẩm tăng trưởng 24%, du lịch trực tuyến tăng trưởng 44%. Đây là riêng trong bối cảnh Covid thì du lịch trực tuyến là tăng trưởng cao nhất, và nội dung nghe nhìn trực tuyến là tăng trưởng 16%. Dự báo, đây là những con số dự báo trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Thế còn về dư địa, như báo cáo với anh chị đấy, là kinh tế số của chúng ta có ba cái cấu trúc, ba cái phạm vi. Phạm vi thứ nhất là phạm vi theo nghĩa hẹp, tức là kinh tế số ở cái nghĩa lõi nhất là kinh tế về công nghệ thông tin và truyền thông. Thì so sánh giữa Việt Nam với toàn cầu, với Mỹ và Trung Quốc thì thấy rằng ngành công nghệ thông tin truyền thông của chúng ta hiện nay đang tăng trưởng cao hơn so với mức bình quân của toàn cầu. Chúng ta tăng trưởng 5,5%, toàn cầu tăng trưởng 4,5%. Chúng ta kém Mỹ, kém Trung Quốc. Điều đó chứng tỏ rằng là cái ngành này của chúng ta vẫn sẽ phát triển. Tuy nhiên thì cái dư địa của nó cũng không phải là một cái dư địa còn nhiều để cho chúng ta khai thác. Và cái con số này thì nó cũng khá trùng hợp với cái báo cáo gần đây nhất. Cách đây tôi nghĩ chỉ được khoảng 10 ngày tại Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ấy, chúng ta có đưa ra cái con số về tăng trưởng của cái ngành công nghệ thông tin về truyền thông, về doanh thu thôi, doanh thu thì chúng ta cũng tăng trưởng thấp hơn so với các cái khu vực kinh tế số khác. Đấy là khu vực kinh tế số nền tảng và khu vực kinh tế số các ngành. Chuyển sang cái tiềm năng tăng trưởng về kinh tế số đối với cái phạm vi rộng hơn là kinh tế nền tảng. Thì thế giới hiện nay đang tăng trưởng 15,5%. Chúng ta mới tăng trưởng 1,7% một năm. Do vậy, cái dư địa mà để cho cái tăng trưởng kinh tế số theo cái nghĩa rộng hơn một chút là kinh tế số về Internet, kinh tế số nền tảng của Việt Nam hiện nay chúng ta đang rất lớn. Và thực sự thì chúng ta cũng đang tăng trưởng nhanh. Báo cáo mới nhất thì cho thấy rằng là doanh thu của cái ngành kinh tế số Internet của chúng ta hiện nay là tăng trưởng trên 20%, tức là khoảng gấp đâu đó 4 đến 5 lần cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân về GDP của quý 1. Ở cái mảng cuối cùng của chúng ta, đấy chính là cái kinh tế số theo các ngành, các cái lĩnh vực truyền thống mà chúng ta áp dụng công nghệ số vào. Thì hiện nay cái tỷ trọng của GDP trên thế giới của cái lĩnh vực này là 10%, trong khi của Việt Nam chỉ là 1,7%. Điều đó cũng hàm ý rằng cái dư địa để cho chúng ta khai thác tác động của kinh tế số cũng như là nâng cao giá trị của kinh tế số đối với các ngành truyền thống của chúng ta còn đang rất lớn. Chúng ta đang ở mức là chỉ có 1,7% GDP so với mức 10% GDP trên thế giới. Về năng suất lao động thì như phần mở đầu tôi có báo cáo với các anh chị đấy, thì chúng tôi có ước lượng đóng góp của kinh tế số đến 100% tăng trưởng năng suất lao động tổng thể trong cái giai đoạn là từ năm 2020 đến năm 2030. Thì chúng tôi thấy rằng chỉ riêng kinh tế số thôi đã đóng góp tùy từng ngành khác nhau ở mức là khoảng 7% đến trên 16% trong 100% tốc độ tăng năng suất lao động của cả nền kinh tế. Con số này nó nói lên một cái
một cái tiềm năng như thế này, là hiện nay có thể nói là Việt Nam chúng ta mới đang ở cái giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số và tăng và phát triển kinh tế số. Tuy nhiên ấy, cái dữ liệu mà chúng tôi thu thập tính toán được ấy, thì chỉ được cập nhật đến năm 2020 đã cho thấy cái vai trò của kinh tế số đóng góp vào tăng năng suất lao động như vậy. Trong cái thời gian tới, và đặc biệt là trong thời gian vừa qua, với những cái quyết sách mà bằng các cái nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia, về phát triển kinh tế số, xã hội số quốc gia, thì chắc chắn cái đóng góp của kinh tế số đối với năng suất lao động còn cao hơn nhiều, cao hơn nhiều. Ở đây là cái kịch bản về thay đổi năng suất lao động theo các cái kịch bản phát triển kinh tế số. Báo cáo với các anh chị là cách đây 2 năm thì tổ chức Data 61 và tổ chức CSIO của Úc hỗ trợ Việt Nam đánh giá các cái kịch bản phát triển kinh tế số. Có 4 kịch bản, là kịch bản gốc, có 5 kịch bản. Kịch bản gốc là chúng ta cứ phát triển bình thường. Kịch bản 1 tức là Việt Nam trở thành một quốc gia tiêu dùng số. Kịch bản 2 là Việt Nam nhập khẩu số. Kịch bản 3 là chúng ta thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh. Thì cái quy mô về năng suất lao động của chúng ta là 70 triệu đồng năm 2020 sẽ tăng lên là 140 triệu đồng vào năm 2030, tức là sẽ tăng lên ở cái quy mô là gấp đôi tăng năng suất lao động, mức năng suất lao động hiện nay. Và cái điều này ấy, nó phụ thuộc rất lớn vào các cái kịch bản áp dụng và phát triển khác nhau của kinh tế số. Về đóng góp của kinh tế số đối với GDP thì có thể thấy rằng là một cái con số cụ thể là nếu chúng ta phát triển kinh tế số ở mức truyền thống thì kinh tế số sẽ góp phần gia tăng điểm phần trăm của GDP là 0,38% hàng năm và 60,9 tỷ đô la Mỹ tính đến năm 2045. Theo kịch bản xuất khẩu số thì kinh tế số sẽ đóng góp hàng năm là 0,45% GDP với quy mô là 66,9 tỷ đô la Mỹ đến năm 2045. Nếu theo kịch bản tiêu dùng số thì kinh tế số sẽ đóng góp 0,63% GDP với quy mô là 102,8 tỷ đô la vào năm 2045. Và cuối cùng, cái kịch bản lạc quan nhất thì kinh tế số sẽ góp phần gia tăng GDP là 1,1% và đóng góp là khoảng 170 tỷ đô la vào năm 2045. Về các kịch bản phát triển kinh tế số của Việt Nam ấy, thì đây tôi xin phép được lý nguyên văn cái kịch bản này của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thì nếu theo kịch bản thông thường thì kinh tế số hiện nay của chúng ta đâu đó quãng là 8,2% GDP. Con số gốc của chúng ta là 8,2% vào năm 2020. Và sau đó thì bắt đầu chúng ta có 3 kịch bản: kịch bản thông thường, kịch bản nhanh và kịch bản đột phá. Với kịch bản thông thường, tức là chúng ta áp dụng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số ở một cái mức độ kinh tế truyền thống thông thường, thì đến năm 2025 kinh tế số của chúng ta chỉ chiếm 10,5% GDP, tức là chúng ta chỉ đạt được một nửa cái con số mục tiêu. Nếu chúng ta phát triển kinh tế số nhanh, thực hiện tốt đề án chuyển đổi số cũng như cái đề án về phát triển kinh tế số, xã hội số vừa được ban hành ấy, thì chúng ta cơ bản sẽ đạt được mục tiêu là năm 2025 kinh tế số sẽ chiếm 20%. Kịch bản này là kịch bản thể hiện ở đường màu vàng. Và lạc quan hơn, nếu kinh tế số của chúng ta tăng trưởng theo phương thức đột phá thì đến năm 2025 thì kinh tế số của chúng ta sẽ chiếm tỷ trọng là 26,2%. Thì đây là những cái con số mà xây dựng trên các cái kịch bản, các cái giả định ứng với việc thực hiện các đề án chuyển đổi số cũng như phát triển kinh tế số mà Bộ Thông tin Truyền thông cập nhật nhất. Và cái con số này cho thấy cái mục tiêu mà chúng ta đạt được cái quy mô tỷ trọng kinh tế số trong GDP là 20% vào năm 2025 đấy, là hoàn toàn có thể thực hiện được, hoàn toàn có thể thực hiện được. Nếu chúng ta chỉ cần đẩy nhanh, thì chưa nói đến đột phá, chúng ta chỉ cần đẩy nhanh quá trình này là chúng ta đã đạt được cái tỷ trọng là 20% vào năm 2025. Để do thời gian có hạn, cho nên là tôi đi
vào phân tích một số những cái khuyến nghị, một số cái khuyến nghị. Trước hết là chúng ta phải nhìn vào cái thực trạng chúng ta sẵn sàng cho cái quá trình chuyển đổi số như thế này. Phải nói rằng là về mặt quyết sách, về mặt chiến lược, chính phủ Việt Nam đã có những cái nghị quyết hết sức kịp thời về phát triển kinh tế số, rồi thì về việc thực hiện chuyển đổi số trong trong 1-2 năm qua. Tuy nhiên thì theo đánh giá của một số tổ chức thế giới, đặc biệt là Ngân hàng Thế giới, về khả năng sẵn sàng tiếp nhận cũng như sẵn sàng tham gia vào cái quá trình chuyển đổi số, thì chúng ta còn một số nhược điểm. Vì sao? Thì nhân tố thứ nhất ấy, là Việt Nam theo số liệu thống kê và đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đang đi sau về kỹ năng số của nhóm dân số tham gia các hoạt động kinh tế xã hội. Chuyển đổi số có thể là mất đi 1/3 việc làm hiện có ở Việt Nam, nhưng nó sẽ tạo ra việc làm khác, việc làm mới với những kỹ năng khác. Và do vậy, chúng ta cần phải làm gì? Là cần phải đào tạo cho người lao động những kỹ năng mới. Và cái việc này đòi hỏi cả đầu tư cá nhân, cả đầu tư của tập thể, của người lao động, của doanh nghiệp, và đặc biệt là cái vai trò của nhà nước trong cái quá trình chúng ta gia tăng cái kỹ năng số đối với lực lượng lao động, cũng như đối với những nhóm dân số mà đang tham gia vào các cái lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng kinh tế số hiện nay đang được đánh giá ở mức cao của Việt Nam hiện nay. Về phía doanh nghiệp thì chưa có đủ doanh nghiệp theo đuổi những ý tưởng đột phá. Kinh tế số tức là phương thức sản xuất mới, nó gắn với những ý tưởng đột phá. Tại sao cái ý tưởng này lại quan trọng? Vì chu kỳ đổi mới sáng tạo hiện nay đã bị rút ngắn trong hầu hết các nền kinh tế, trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, và đặc biệt trong nền kinh tế số. Và doanh nghiệp có thể bị lỗi thời rất nhanh, ví dụ như là BlackBerry hay là Nokia trong lĩnh vực điện thoại di động. Do vậy, khu vực tư nhân tại Việt Nam cần được nuôi dưỡng và được duy trì lợi thế với cái thử thách là gia tăng cái năng lực cạnh tranh và liên tục áp dụng những đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong việc phát triển các cái phương thức sản xuất mới dựa trên kinh tế số. Cái khuyến nghị tiếp tức là tăng cường khả năng tiếp cận và chất lượng thông tin. Tại sao cái điều này lại quan trọng? Là vì khả năng truy cập thông tin và dữ liệu đấy, chính là hàng hóa công cộng. Theo định nghĩa hàng hóa công cộng, dữ liệu chính là một loại hàng hóa công cộng, và cái lợi ích này được chia sẻ lớn hơn rất nhiều so với chi phí thu thập thông tin. Thì Bộ trưởng Thông tin Nguyễn Mạnh Hùng có thường xuyên nhắc đến một cái câu, tức là kinh tế số, dữ liệu số nó có đặc điểm rằng là càng nhiều thì sử dụng càng rẻ và càng tiết kiệm. Do vậy chúng ta cần phải làm gì? Cần phải cải thiện về thu thập và cho phép mọi người truy cập được thông tin, truy cập được vào cái hàng hóa công cộng này, để cho mọi người càng được sử dụng nhiều thì giá thành sử dụng càng rẻ. Đồng thời cân đối giữa bảo mật cá nhân và an ninh. Những cái khuyến nghị đối với chính phủ thì bao gồm là chia sẻ dữ liệu công trực tuyến. Điều này chính phủ đã làm được rất tốt trong thời gian vừa qua. Phát triển khả năng tương tác liên thông giữa các cơ sở dữ liệu, khuyến khích khu vực tư nhân thu thập và chia sẻ dữ liệu khi các nền kinh tế nền tảng đấy và các công cụ mới làm giảm độc quyền của nhà nước. Và một điều hết sức quan trọng đối với Việt Nam là chúng ta cần phải có bộ chỉ số đo lường kinh tế số và công bố định kỳ. Báo cáo với các anh chị là hiện nay thì chúng ta chưa công bố chính thức cái quy mô nền kinh tế số của chúng ta là bao nhiêu. Ở những cái số liệu đưa ra thì phần lớn chỉ là những cái số liệu ước chừng, và Tổng cục Thống kê cũng như là Bộ Thông tin Truyền thông tôi biết là đang rất tích cực để đưa ra và đo lường được một cách chính xác hơn, công bố đầy đủ hơn và định kỳ hơn cái bộ chỉ số đo lường về kinh tế số của Việt Nam. Ở cái slide cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng là trong cái quá trình mà tham gia vào việc xây dựng cái đề án phát triển kinh tế số 411 ấy, cũng như là cộng tác với một số tỉnh trong việc xây dựng các cái mục tiêu phát triển về kinh tế số, thì chúng tôi thấy nổi lên có 5 vấn đề hết sức quan trọng. Như tôi vừa mới nói là cần phải sớm ban hành cái bộ chỉ số đánh giá toàn diện về cấu trúc kinh tế số của cả nước, của từng ngành, của từng tỉnh. Cái chữ toàn diện ở đây ấy, nó được hiểu theo cái nghĩa là chúng ta phải đo lường kinh tế số theo cả 3 phạm vi hẹp, phạm vi rộng hơn và phạm vi rộng nhất. Và từ đấy chúng ta đánh giá cái thực trạng nền kinh tế số của chúng ta
theo các cấu phần. Hiện nay các con số đưa ra ấy, thì phần lớn chỉ đánh giá về mặt doanh thu thôi. Nhưng mà đánh giá tác động vào GDP là chúng ta phải đo lường được cái giá trị gia tăng. Giá trị gia tăng thì hiện nay là các con số hiện nay là đều đưa ra các cái giá trị gia tăng ở cái mức độ là ước đoán. Tiếp đến là các cái đề án phát triển kinh tế số ở các tỉnh ấy, cần phải đặt ra một cái mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế số. Chúng tôi có tham khảo một số cái mục tiêu của các cái tỉnh thành cũng như bộ ngành của Việt Nam thì thấy rằng là về cơ bản chúng ta có 63 tỉnh thành. Chúng ta 63 tỉnh thành này có những dư địa, có những tiềm năng phát triển kinh tế số hết sức khác nhau. Tuy nhiên ấy, thì hầu hết các tỉnh đều chỉ lấy cái mục tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển kinh tế số cũng như chuyển đổi số quốc gia là mục tiêu của mình. Tức là tỉnh nào về cơ bản cũng đưa ra mục tiêu là kinh tế số đến năm 2025 là 20%, 2030 là 30%. Tôi nghĩ ở cái kịch bản này là cái kịch bản nó phải rất khác nhau giữa các tỉnh và tại tỉnh thành. Muốn vậy thì các cái tỉnh thành, các bộ ngành phải đưa ra được những cái phân tích, đánh giá đúng tiềm năng của mình để từ đó đạt ra những cái chỉ tiêu cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh có thể đưa ra mục tiêu kinh tế số 40-50%. Và một số tỉnh ở vùng cao, ở vùng sâu, vùng xa có thể đưa ra cái mục tiêu kinh tế số thấp hơn. Chứ không phải là 63 tỉnh thành của chúng ta là dàn hàng ngang cùng đi lên với kinh tế số ở cái con số tỷ trọng như nhau đối với cái mục tiêu chung của quốc gia. Tiếp đến là kinh tế số là một trong những cái lĩnh vực phát triển rất nhanh, biến động ở cái tốc độ gia tăng của nó rất nhanh, cho nên cần phải xây dựng các cái kịch bản phát triển kinh tế số gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kinh tế số là kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, là kinh tế phát triển bền vững, là kinh tế phát triển thích ứng, linh hoạt, kiên cường. Do vậy chúng ta cần phải phải xây dựng các kịch bản về phát triển kinh tế số đấy mang tính bao trùm, toàn diện và tăng trưởng xanh. Và cuối cùng là các cái đề án về phát triển kinh tế số ở các địa phương cũng như các bộ ngành cần tính đến cái khả năng về nguồn lực và khung thời gian thực hiện. Thì hiện nay các cái mục tiêu đề ra đều là những cái mục tiêu chốt ở vào những năm 2025, 2030. Chứ chúng tôi chưa tìm thấy được một cái lộ trình rõ rệt trong từng năm từ nay đến năm 2025, 2030. Do vậy cái khuyến nghị của chúng tôi là cần phải ngoài cái kịch bản về kinh tế số mà chúng ta cần phải xây dựng thì cần phải tính đến những cái khả năng và nguồn lực đồng thời kèm theo khung thời gian thực hiện. Báo cáo hội thảo do thời gian không có nhiều, cũng là điều kiện ở xa trình bày online, tôi xin phép được giới thiệu những cái nét chính trong cái việc chia sẻ những cái thông tin về phát triển kinh tế số. Và tôi rất hy vọng là những cái mục tiêu của chúng ta đạt được trong cái tỷ trọng kinh tế số vào năm 2025, năm 2030 với cái việc chính phủ vừa rồi đưa ra hai nghị quyết hết sức quan trọng là nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết về phát triển kinh tế số xã hội số sẽ là những cái động lực, xung lực quan trọng để chúng ta thực hiện được những mục tiêu này. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần trình bày của tôi ạ. Vâng, xin trân trọng được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt về cái phần chia sẻ kinh tế số, nguồn lực và động lực cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thưa các quý vị đại biểu, dự báo bức tranh tăng trưởng các ngành kinh tế dựa trên phân tích dữ liệu là một trong những cái nỗ lực rất lớn và nỗ lực mới của chúng ta trong cái dự báo kinh tế của Việt Nam. Và ngay tiếp sau đây thì tôi xin trân trọng được kính mời ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FinGroup sẽ lên chia sẻ với các quý vị đại biểu về bức tranh tăng trưởng của các ngành kinh tế chính tại Việt Nam trong giai đoạn 2022-2023. Thưa các quý vị đại biểu, thưa ông Huân, thì ông Thuân thì thời gian chúng ta cũng hơi đi quá so với chương trình, như vậy mà chúng tôi cũng xin kiến nghị là ông Thuân sẽ chia sẻ cái phần trình bày của mình ngắn gọn trong khoảng 15 phút đồng hồ. Xin cảm ơn chị Thủy. Kính thưa quý vị lãnh đạo cũng như là quý vị, thì tôi xin phép tôi vừa đặt đồng hồ xong sẽ tối đa 10 phút. Và tôi mong muốn được tặng quý vị 5 phút trước khi chúng ta sang cái phần tọa đàm. Và có lẽ là còn ít thời gian hơn nữa, bởi vì thực ra những cái vấn đề về vĩ mô tôi sẽ không đi lặp lại tất cả những cái gì mà các anh chị trước, diễn giả trước đã nói. Tôi sẽ tập trung vào những gì mà tôi thấy là điểm mới và tôi có ý kiến khác, các quý vị khác hoặc cái góc nhìn của riêng FinGroup hoặc của chúng tôi.
với tư cách là người phân tích dữ liệu phục vụ hầu hết các định chế tài chính đang giao dịch chứng khoán và đầu tư làm ăn ở Việt Nam, hàng chục nghìn nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân cũng như là cái dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, và đặc biệt trong thời gian vừa rồi thì có phân tích rất là sâu về cái vấn đề trái phiếu, hệ thống ngân hàng, bond vân vân, và thời tới đây là bất động sản. Thế là rất là mong chia sẻ cái góc nhìn ở góc độ ngành, có thể không phải là ngành chủ chốt, có thể không là ngành chính, nhưng góc nhìn của chúng tôi nó sẽ là cái yếu tố mà tất cả quý vị cân nãy cũng chỉ ra rồi, rất nhiều rủi ro về vĩ mô lạm phát thì đấy là điều đã biết, nhưng mà với chúng tôi nhìn ở góc độ nội tại một cái nền kinh tế Việt Nam, nó có một số tiềm ẩn, nó có một số cái vấn đề khác nó mang tính nội tại. Và trong suốt thời gian mấy tháng vừa rồi thì rất nhiều các định chế tài chính khách hàng của tôi ở nước ngoài, ở Nhật, ở London, ở Anh có hỏi, thì tôi chỉ nói vui một điểm thôi là kinh tế Việt Nam chúng tôi nó như một cậu bé đang lớn 15, 16 tuổi, nó có thể có bệnh, nó vấp ngã một chút rồi đứng dậy nó chạy lại rất là nhanh. Thế là yên tâm đi, thế là cứ đầu tư vào, cứ phân tích đi, và nếu cái tầm nhìn dài hạn thì sẽ rất là tuyệt vời. Còn nếu vào đây nhìn chứng khoán rồi nhìn trái phiếu rồi mấy tức là những cái trường hợp như thế nó đương nhiên nó sẽ xảy ra. Và thế nên cái buổi hôm nay hội thảo chủ đề rất là rộng, nhưng mà tôi sẽ cố gắng chắt lọc một số cái điểm gì mà tôi thấy phù hợp nhất trong cái mục tiêu của cái hội thảo mà tôi được giao trình bày. Xin lỗi ban tổ chức, trỏ cái này vào đâu nhỉ? Thì để mà có một số cái quan điểm thì chúng tôi là những người phân tích dữ liệu làm 14 năm nay rồi, thế nên rất ít khi tôi nói cái gì mà không có dữ liệu, bởi nói thật chúng tôi không là chuyên gia như các anh các chị ở đây. Thì cố gắng thì tôi sẽ kết nối cái phần những cái ý tưởng anh các chị đến cái phần dữ liệu có như thế hay không, hay là chúng ta cần lưu ý cái gì. Và dữ liệu chúng tôi dùng tất cả công ty đại chúng, khoảng 3.000 công ty, và doanh thu cũng lớn rồi, trên cái quy mô của GDP rồi. Và đương nhiên thì chúng tôi cũng có cái quyền được phép sử dụng các công ty chưa niêm yết nữa trong cái phân tích. Thì trong một số trường hợp chúng tôi sẽ dùng đặc biệt những cái ngành mà chưa niêm yết. Chứ còn bất động sản thì tất cả doanh nghiệp niêm yết hết, lớn niêm yết hết rồi, trong tổng số 1.000 các doanh nghiệp nhà phát triển bất động sản ở Việt Nam thì hơn 100 doanh nghiệp đã niêm yết lớn hết rồi. Ngân hàng thì quý vị biết 29 ngân hàng trên tổng số các cái ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và tư nhân thì cũng niêm yết. Thế là câu chuyện bây giờ dữ liệu rất là minh bạch rồi. Thì tôi sẽ cố gắng đưa ra cái một số cái góc nhìn. Quay lại tại sao tôi có mặt ở đây thì tôi nói rồi, chúng tôi làm phân tích tài chính, thứ nhất là thế phục vụ các định chế đầu tư tài chính chứng khoán. Hầu hết khách hàng công ty chứng khoán, quỹ đầu tư lớn đều là dùng các cái platform dữ liệu của bên tôi. Thứ hai là chúng tôi cũng nghiên cứu thị trường và đánh giá thị trường, thì phục vụ M&A và đầu tư nước ngoài. Một số thương vụ lớn, ví dụ SKCJ đầu tư vào Vin và Masan, chúng tôi đều tham gia thẩm định ngành, thì nó rất là sâu. Cái gần đây cũng rất là nóng đấy là xếp hạng tín nhiệm. Thì chúng tôi cũng đã làm xếp hạng 7 nhà phát hành, đặc biệt là bất động sản. Và tí nữa tôi cũng sẽ chỉ ra một số vấn đề của ngành bất động sản, mặc dù số liệu kế toán và kế hoạch rất là tốt. Thì cái đấy tôi nghĩ, và nếu mà tôi có thể được nói luôn, đấy là cái rủi ro lớn nhất của thị trường vốn đã xảy ra, của rủi ro vĩ mô. Và tôi cũng muốn nói luôn là chúng tôi cũng đang nghiên cứu và cũng rất là mong được cộng tác với các chuyên gia ở đây. Ở Trung Quốc thì JP Morgan đã nghiên cứu rồi là cứ giảm 7% đầu tư vào bất động sản, nhà ở, thì GDP giảm 1%. Và câu chuyện bất động sản bây giờ của Việt Nam đang ở trong cái tình huống mình phải làm lành mạnh thì đồng ý, và mình thay đổi chính sách, siết đúng. Nhưng thực sự mình có muốn thực sự làm hỏng cái hệ thống và làm nó xáo trộn hết hay không, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, thì đấy là cái điểm tôi muốn đưa ra để cùng trao đổi. Và chúng tôi có đủ cơ sở nghiên cứu và dữ liệu, kể cả so sánh với Trung Quốc để chứng minh cái việc đấy, thì cũng có thể hôm nay có thể không có cái thời gian để trao đổi kỹ hơn. Thôi về vĩ mô thì tôi không muốn nói gì nữa, thực ra mọi người trao đổi rất là nhiều, chỉ có một cái hình ảnh visualize cho mọi người biết thôi là đấy, thì quá khứ chúng ta bị giảm GDP nhiều, tăng trưởng nhiều vì giãn cách và ảnh hưởng đến cái cầu nội địa. Và đương nhiên là con xuất nhập khẩu vẫn rất là tốt và triển vọng rất là tốt. Thế nên là mọi người đã phân tích rồi, tôi không nói nữa. Và cái này nó ảnh hưởng đến một số ngành mà chúng ta sẽ chỉ ra ở phía sau. Có những ngành đã hồi phục rồi, có những ngành không vấn đề gì cả, có những ngành chưa hồi phục, có những ngành vẫn đang lắp nóc chưa thể đứng dậy được. Thì nó ngụ ý về mặt chính sách hoặc các cơ quan. Tôi cũng muốn truyền tải những cái thông điệp qua tạp chí Kinh tế và Dự báo và cũng như các anh chị khác để có thể bàn luận thêm. Tôi chỉ muốn một điểm nữa, ở dữ liệu nói rằng là gì? Mình nói rất là nhiều là tăng trưởng, nhưng nói thật bây giờ chúng ta không nên so với năm ngoái. Vì sao?
bởi vì chúng ta phải so cái thời điểm trước ra chúng ta bị ảnh hưởng bởi dịch. Thế nên một cái góc nhìn tôi muốn cung cấp cho quý vị, dữ liệu cho quý vị thôi, là hãy so sánh GDP của quý vừa rồi với lại cái quý 1 năm 2019, tức là cái 3 năm thì đang chúng ta đang ở đâu. Thì tôi muốn khẳng định một điểm, hầu hết tất cả các ngành chưa về cái mức hồi phục về cái mức như dịch, chỉ có ngành tài chính ngân hàng bảo hiểm thì chúng ta đều biết rồi. Thì và tuy nhiên ngành tài chính ngân hàng bảo hiểm nó cũng là cái ngành chính, nó là ngành của các ngành, nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta nói về các ngành sản xuất hay là kinh doanh khác mà không nói về ngành tài chính ngân hàng thì đấy là một điều tôi nghĩ là không hợp lý. Thì tí nữa tôi sẽ điểm qua ngoài ngành bất động sản. Ở đây là cái bức tranh chung, cái heat map, thì quý vị có thể thấy tôi chia làm bốn cái nhóm chính. Thực ra dữ liệu có rất là nhiều nhưng mà cũng không có dịp trình bày. Ngành bất động sản nó đã hồi phục, nó không hồi phục mặc dù và đang trong cái ngành nó mang tính chu kỳ, bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch, bởi vì 2 năm không làm được dự án, thu tiền trước không thu được và bây giờ bị siết tín dụng. Mặc dù cầu về bất động sản dân cư vẫn rất thiếu. Việt Nam bây giờ một năm tiêu thụ khoảng 300.000 chiếc ô tô dưới 9 chỗ. Trong khi đó năm vừa rồi chỉ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có tiêu thụ khoảng chưa đến 25.000 căn hộ. Bình thường là 100 khoảng bình thường là khoảng 80.000 trước dịch. Thì đấy là tôi thấy những cái bất cân đối, và cái đấy là tôi mong muốn là các cơ quan chính sách liên quan nhìn ra cái vấn đề đấy và có những cái thay đổi làm sao nó phù hợp nhất với cái tình hình thực tế của thị trường. Ngành đã phục hồi thì chúng ta đều biết rồi, bán lẻ, dược phẩm, hàng cá nhân, logistics, ngành mang tính phòng thủ, thực phẩm thì hưởng lợi rất là nhiều. Nước, dù hay sao chúng ta vẫn phải dùng nước, đặc biệt công nghệ thông tin và cái nãy chuyển đổi số thì các chuyên gia cũng nói rồi. Cái ngành mà chúng ta muốn chú ý và cơn nãy anh Lực và nhiều chuyên gia cũng nói về đầu tư công thì chúng tôi thấy cũng khá là chậm, và những cái ngành ảnh hưởng đến xây dựng rồi vật liệu các thứ. Và thứ hai, cái ngành hàng không mọi người đều biết là cũng chưa hồi phục, mặc dù nội địa, đi lại nội địa thì đã lên rồi, nhưng mà ngành này đang bị ảnh hưởng không chỉ bởi cái nhu cầu đi lại, đặc biệt là quốc tế, bởi quốc tế chiếm khoảng 50% cái doanh thu nội địa các chị ạ, mà chính là cái giá nguyên vật liệu đầu vào. Nếu lấy báo cáo tài chính của Vietjet ra hoặc Vietnam Airlines ra thì so giá nguyên vật liệu đầu vào nó chiếm, không phải do với giá bán hàng, bán nó do với khoảng 50-60% doanh thu đi lại, cái tiền ta mua vé máy bay. Nên nó không chỉ là vấn đề cái đi lại hay không, mà cái vấn đề giá cả hàng hóa, cái sức ép lạm phát nó ảnh hưởng rất là lớn cho cái ngành như thế này. Lữ hành, khách sạn, giải trí vân vân thì cũng bắt đầu hồi phục, nhưng mà hồi phục trên cái nền cực kỳ thấp. Nhìn triển vọng 2022 làm sao thì chúng tôi cũng dùng cái dữ liệu dựa trên kế hoạch kinh doanh và cái ước tính của giới phân tích cũng như là của chúng tôi. Thì về cơ bản, một cái tin cũng khá là vui là bức tranh vận năm nay thì cũng tăng trưởng tốt. Và lưu ý lại một trên cái nền 2021 thì có thể là không được cao. Thì năm vừa rồi tăng trưởng chung lợi nhuận doanh nghiệp thì nó khoảng 30%. Thì năm nay thì vẫn duy trì được hai con số, đấy là điều rất là tốt. Chỉ có một số ngành mà năm vừa rồi hưởng lợi từ cái giá hàng hóa cao, ví dụ ngành phân bón, rồi ngành thép, các vân, thì năm nay sẽ giảm một chút vì đã tăng quá mạnh. Một số ngành vận tải, giá trị vận tải biển đã đỉnh rồi, và các doanh nghiệp và giới phân tích thì cũng đều hạ cái mức đấy xuống. Thì một số cái bức tranh là như vậy. Nói chung là sáng ngay chị ạ, các quý vị. Thì tôi không có chắc là không có thời gian đi từng ngành, nhưng mà tôi chỉ muốn nói hai điểm thôi. Thứ nhất là ngành ngân hàng thì ngành của các ngành, và hiện tại câu chuyện mấy năm vừa rồi GDP vẫn tăng trưởng, chuyển đổi số rồi vân vân rất là tốt. Thì và triển vọng năm nay cũng rất là sáng, chỉ có cái rủi ro lớn từ cái thị trường trái phiếu và bất động sản. Bất động sản, nếu mọi người để ý, nếu mà tính dư nợ của cho vay nhà phát triển thì số liệu ngân hàng nhà nước thì khoảng 8%, nhưng mà cái cho vay người mua nhà nó nhiều hơn, thì tổng đó khoảng 2 triệu tỷ, khoảng 20%, 19,3% trên tổng dư nợ toàn hệ thống. Và bây giờ cái trái phiếu nó còn rất là nhỏ đối với tín dụng ngân hàng, nhưng mà cũng đẩy cho nhà đầu tư cá nhân rồi chuyên nghiệp và không chuyên. Thế nên cái đấy, cái rủi ro nếu có lẽ sẽ là vấn đề về vỡ nợ chéo. Thì tôi rất là mong muốn là, và phát hành chủ yếu là công ty các đơn vị bất động sản, nên là muốn là những cái chính sách hiện tại, hội nghị trung ương vừa rồi cũng ra kết luận và cũng xử lý đất đai vân vân, giá đất rồi đầu cơ vân vân, tất cả đấy chúng đều là tốt lành mạnh, nhưng làm sao cái phân bổ của 1.000 đơn vị bất động sản này, chất lượng sức khỏe họ khác nhau. Có doanh nghiệp không có huy động được, họ sống được 10 năm nữa. Nhưng có doanh nghiệp không cho huy động thì tôi đảm bảo 6 tháng sau họ có thể không còn sống được nữa, ở góc độ mình nói đến câu chuyện về dòng tiền. Và đây là cái dữ liệu nó chứng minh cái điều tôi nói như vậy. Nói về bất động sản
thì bất động sản thì chúng ta không nên xem số liệu kế toán lãi lỗ, chắc các anh quý vị đều biết, mà xem dòng tiền. Thì dòng tiền ấy, vì 2 năm dịch chưa có làm triển khai dự án, thế là cái dòng tiền nhận trước ấy, contract sale trên hàng tồn kho nó đang xuống. Và thứ hai là cái thanh khoản về mặt cái sản lượng, cái số lượng căn hộ bán được, thì cái đây số liệu biểu đồ bên phải là tại thành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước như vậy ngành bất động sản không chỉ là tác động kép và những cái rủi ro kép, mà thứ nhất là cái cầu, cái ảnh hưởng của tốc độ triển khai, và thứ hai đặc biệt là nguồn vốn tín dụng, và thứ ba là lãi suất. Đấy, thì chúng tôi cũng đang kiểm chứng cái mức độ lãi suất, nếu tăng 1% thì các bất động sản sẽ chịu được đến đâu, hoặc doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng chung như thế nào. Thì đấy là ba yếu tố mà tôi nghĩ là bất kỳ chính sách gì mình sẽ mang tính gạn lọc, mình xem xét đánh giá khư trú thay vì áp dụng tất trần bất động sản. Tôi khẳng định cái rủi ro cực kỳ lớn đối với tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Và tôi nói lại, riêng Trung Quốc thì là JP Morgan đã nói giảm 7% đầu tư vào bất động sản, dân cư thì GDP giảm 1%. Và chúng tôi chưa có nghiên cứu tương tự cho Việt Nam, nhưng tôi nghĩ câu chuyện nó cũng thậm chí cũng không lớn không kém. Thế thôi, còn một số ngành khác thì tôi xin lỗi không có thời gian để mọi người điểm để xem thôi. Ngành hàng không, logistics thì ăn theo xuất nhập khẩu. Và nói tóm lại ngụ ý tôi cũng nói rồi, chỉ có một điểm lớn nhất là bức tranh chung đều sáng. Một số ngành thì chưa hồi phục và ngụ ý về mặt chính sách, ví dụ xây dựng, vật liệu, rồi nó ngụ ý đến cái việc chắc các chính sách về đầu tư công. Cái gói hồi phục kinh tế triển khai về mặt số liệu giải ngân có vẻ khá là chậm, mà chính phủ cũng đang đẩy mạnh. Và cái rủi ro của ngành bất động sản, mặc dù kế hoạch là tốt, lợi nhuận là tốt, nhưng dòng tiền rất là yếu. Chúng tôi làm xếp hạng tín nhiệm, chúng tôi phân tích ngành rất là kỹ, nhưng tôi tự tin để nói những cái rủi ro như thế về mặt trong cái hội thảo ngày hôm nay. Và đương nhiên nó sẽ, ngành ngân hàng đang tốt, một số rủi ro khác, nợ xấu sau Covid, thế nhưng mà cái lớn nhất vẫn là liên quan đến bất động sản. Xin cảm ơn tất cả quý anh quý chị đã là quý lắng nghe. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Thuân về phần chia sẻ của ông. Các quý vị đại biểu có thể đặt câu hỏi với ông Thuân trong cái phần tọa đàm tiếp sau đây. Thưa các quý vị đại biểu, như vậy là theo chương trình thì chúng ta có cái phiên giải lao khoảng 10 phút, tuy nhiên thì chúng ta đã đi quá khoảng nửa tiếng so với thời gian của chương trình. Do vậy mà chúng tôi xin phép là sẽ tiếp tục cái chương trình mà không nghỉ giải lao. Và quý vị nào muốn nghỉ giải lao thì xin mời các quý vị có thể ra ngoài chủ động. Tiếp sau đây thì tôi xin được trân trọng kính mời ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, sẽ lên điều hành cái phần tọa đàm của chúng ta trong diễn đàn ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông Hiếu. Vâng, cảm ơn ban tổ chức. Trước hết là tôi đánh giá cái hội thảo này rất cao về cái kết quả và cái tác động của hội thảo này. Vì các anh chị biết là Quốc hội đang thảo luận, gọi là thảo luận bổ sung về tình hình kinh tế xã hội của 2021 và quý, gọi là hai quý đầu năm cũng như là cả năm 2022. Thì hôm nay thì có thể nói rằng là đầu tiên thì tôi cũng nghĩ là ban tổ chức rất tham vọng với rất nhiều bài trình bày. Nhưng mà tôi nghĩ rằng các anh chị ngồi đây cũng sẽ rất hài lòng với lại các bài trình bày, thì đều đưa ra được một bức tranh theo tôi là khá tốt, khá tổng quan về cái hiện trạng cũng như triển vọng kinh tế Việt Nam 2022 và dài hơi hơn. Và đặc biệt là cũng rất hay ở đây chúng ta có các chuyên gia trong nước, rồi chúng ta lại có cả cái nhìn của chuyên gia quốc tế. Có những điểm tương đồng, có những điểm không tương đồng, nhưng cái hay ở đây có lẽ là cả những cái điểm không tương đồng. Đấy là cái điểm thứ nhất. Tôi thì không muốn tóm lược lại cái kết quả thảo luận, nhưng mà tôi thì tôi, từ cá nhân tôi thôi, thì tôi quan sát từ các bài trình bày thì tôi thấy có mấy cái điểm như thế này. Các anh chị cũng sau đó thì các đại biểu. Thứ nhất là như anh Lực, như anh Thân thì đều nói rằng là có những cái điểm sáng. Đấy là ít nhất là ta gọi, hay gọi là có những lạc quan nhất định. Đấy là, và lạc quan này thì không phải là chúng ta không có cơ sở. Chúng ta phải hình dung là không phải không có cơ sở. Và ví dụ như phía anh Lực, anh đã tính toán đến cả 3 kịch bản base, kịch bản tốt hơn và kịch bản tốt nhất. Phía kinh nghiệm quốc tế thì có những tổ chức thì có dự báo là giảm tăng trưởng như IMF, nhưng có những tổ chức quốc tế thì dự báo tăng trưởng vẫn rất là tốt. Và tôi vẫn khẳng định lại, hiện nay thì trong bối cảnh hiện nay thì dự báo vẫn chỉ là dự báo. Đấy là việc đầu tiên chúng ta phải hình dung ra. Cái điểm thứ hai là ngoài những cái thuận lợi như vậy, một số yếu tố đã đưa ra, nhưng vẫn có tiềm ẩn rất nhiều những cái rủi ro.
những yếu tố rủi ro tác động và có thể tiềm ẩn thêm những yếu tố rủi ro tác động khác mà chúng ta có thể chưa biết. Cái mấu chốt nó sẽ nằm ở đây. Và hiện nay cũng đã nhận diện ở chừng mực nào đó, đã bắt đầu, chúng ta bắt đầu nhận diện ra rồi. Đấy là cái mà chúng ta hình dung ra, như từ lạm phát, từ giá nguyên vật liệu, từ tác động của cuộc xung đột vân vân, rất nhiều thứ tôi không điểm danh lại. Nhưng đấy là mảng thứ hai. Nhưng mảng thứ ba này có một cái điểm nữa mà tôi thấy rằng là các đại biểu không nói, nhưng tôi nhìn ra rất rất hay cả cái chỗ ý của anh Đạt hay ý của Thân ấy. Là chúng ta lại có những cái ngành mà nó còn đang có tiềm năng rất lớn. Tức là cái bình thường là chúng ta đang cứ thực hiện như bình thường thì chúng ta đã có thuận lợi rồi nhá. Chúng ta có những yếu tố rủi ro nhận biết, nhưng lại có những cái dư địa để chúng ta lại kích hoạt thêm. Thế chúng ta hình dung ra thấy là chúng ta còn có dư địa để có thể phát triển tốt hơn. Nhưng tựu chung lại tất cả ở đây thì tôi vẫn thấy rằng là tăng trưởng hay là dự báo, tôi gọi lạc quan, nhưng tôi rất tán thành với anh Lực một điểm là có điều kiện. Cái chữ có điều kiện này, và tôi thì nói gọi là nó văn hoa, chứ còn lại ta gọi là tăng trưởng hay phát triển vẫn phụ thuộc vào chính chúng ta, cách ứng xử của chúng ta với những các vấn đề. Như vậy cái điều này rất quan trọng nhé, cái điều này rất quan trọng, cái nỗ lực này, cái kết quả và cái cách chúng ta làm trong thời gian tới nó sẽ quyết định rất nhiều đến cái cách mà chúng ta đạt được cái kết quả đầu ra. Thì đấy là cái mà tôi nhìn nhận như vậy. Và cái điểm hôm nay là chúng ta là toàn các đưa ra bức tranh chung tổng quát, nhưng hôm nay tôi thấy rất thú vị là có những doanh nghiệp ngồi đây, có rất nhiều doanh nghiệp ngồi đây, thì thử nhìn, bây giờ chúng ta nhìn chung như vậy thì nhưng giờ chúng ta thử kiểm định lại cái nhận định của chúng ta bằng một vài doanh nghiệp cụ thể thì thử xem thế nào, thử xem thế nào thực sự nó có phản ánh không. Bởi vì ở đây thì cũng thống nhất với nhau là ngay cả cái việc mà nhìn từ góc độ doanh nghiệp thì như anh Thân đã trình bày là phục hồi nhưng không đồng đều, dư địa cũng không đồng đều, và có ngành phục hồi tốt, có ngành không phục hồi tốt. Thì tham dự cái buổi hôm nay ở đây thì tôi thấy có một đại biểu đến từ anh Nguyễn Tuấn Việt, đang là giám đốc công ty Việt Go. Thế thì hiện nay thì tôi trân trọng kính mời anh Việt thử chia sẻ cái góc nhìn của mình từ cái triển vọng kinh tế dưới ba yếu tố hoặc các yếu tố khác, nhưng ở đây từ một doanh nghiệp rất cụ thể, để chúng ta xem rằng là cái bức tranh của chúng ta thực sự nó như thế nào. Và xin mời anh Việt có ý kiến. Cảm ơn anh Hiếu. Đúng là cái buổi hôm nay thật sự là chất lượng. Tôi cảm thấy rất là vinh hạnh khi được mời tham dự. Và với cái lòng yêu nước của mình, với những hiểu biết mà làm xúc tiến xuất khẩu 17 năm nay, thì tôi xin phép được có ý kiến để đóng góp để phát triển nền kinh tế cho nước nhà. Và tôi thật sự là mong muốn là cái ý kiến của mình được nhìn nhận. Giống như anh Hiếu vừa nói là chúng ta còn những cái ngành mà còn đầy dư địa để phát triển. Và tôi xin được phân tích cái ngành mà tôi đã làm 17 năm, đấy là ngành xuất khẩu. Và chúng ta còn một dư địa rất lớn để phát triển nữa. Và khi mà xuất khẩu phát triển thì sẽ tăng được dự trữ ngoại hối lên. Sẽ tăng được dự trữ ngoại hối, tăng được lãi cho xuất khẩu và mang được ngoại tệ về nhiều cho quốc gia. Và cái tầm quan trọng như thế nào thì các anh đều nắm được rồi. Và chúng ta có một đội ngũ rất là tốt để làm cho chúng ta có đến 17 cái FTA. Cái đấy là một thứ mà chúng ta đang gần như là vô địch với FTA ở trong châu Á. Vậy thì chúng ta cần phải khai thác hết cái tiềm năng đấy, khai thác hết cái tận dụng đấy. Và tôi xin phép được gợi ý hoặc là cống hiến ba cái phương pháp để tăng lãi suất cho ngành xuất khẩu của Việt Nam. Đấy. Thế thì trước khi nói đấy thì ai cũng biết là hiện nay chúng ta đang bức xúc ở chỗ là doanh nghiệp FDI đang tăng trưởng mạnh và chiếm đến 70% cái kim ngạch xuất khẩu, mà doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tăng trưởng được. Nên là chúng tôi sẽ tập trung khai thác vào ba yếu tố nằm ở cái chỗ đó để tăng trưởng được lãi cho ngành xuất khẩu. Thứ nhất, cái điều đầu tiên mà tôi muốn đóng góp ý kiến,
đấy là chúng ta phải chủ động được kênh thông tin của khách hàng nước ngoài cần mua. Mà cụ thể ở đây giống như là Trung Quốc đã có Alibaba. Alibaba chỉ cần nhất Trung Quốc là nhất thế giới. Và hiện nay thì chúng ta không, nhiều người còn không nghĩ là Việt Nam đang có những cái cơ hội mà đang lớn nhất cả châu Á. Thứ nhất, chúng ta có 17 FTA, tôi vừa nói xong. FTA là cái thứ mà những doanh nghiệp nước ngoài muốn nhập khẩu từ Việt Nam thì họ sẽ được miễn thuế hoặc họ được bỏ cái hàng rào phi thuế quan đi. Làm cho họ muốn mua từ Việt Nam, mặc dù Việt Nam cái giá gốc có thể đắt hơn các đối thủ cạnh tranh, nhưng về tổng thể giá về đến họ sẽ thấp hơn, nên họ sẽ muốn mua hàng từ Việt Nam. Khi họ đã chủ động muốn mua mà ta lại còn ham muốn bán nữa thì chắc chắn giao dịch sẽ được thực hiện, nhưng mà chúng ta chưa tận dụng được cơ hội đấy thôi. Thế thì việc đầu tiên đấy là chúng ta có FTA. Thứ hai là chúng ta lợi thế về vị trí địa lý. Nếu ai mà làm sâu trong ngành xuất khẩu thì đều hiểu được là cái con đường hàng hải quốc tế đấy, con đường cao tốc mà lớn nhất thế giới, nó bắt đầu từ biển Hoa Đông, cái vùng biển mà có Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đấy chính là điểm bắt đầu, và chúng ta nằm trên mặt cái đường, tôi nhắc lại là chúng ta là đường mặt cái đường cao tốc đấy. Chúng ta không phải mất cái phí truyền tải, nên là chúng ta sẽ có lợi thế về vận tải. Nên nếu như anh chị nào có nói là giá cước vận tải tăng ở thế giới thì chúng ta ảnh hưởng, thì đấy là các anh chị chưa đúng. Thuyền lên thì nước lên. Giá cước vận tải Việt Nam tăng thì thế giới cũng tăng, mà Việt Nam lúc nào cũng nằm ở trong thế là rẻ nhất. Vì xăng chúng ta tốt. Thứ hai, có nghĩa là giá xăng chúng ta tốt. Thứ hai nữa là cước chúng ta thấp. Ngoài ra chúng ta còn có một cái thân của đất nước chúng ta mỏng nữa. Nên là cái cước đường bộ chúng ta rất là thấp. Cái đoạn mà mỏng nhất là chỉ có 70 km là đoạn Quảng Bình, Quảng Trị để ra cảng Đà Nẵng thôi. Thì trong đấy có một nửa là dãy Trường Sơn rồi, nên chúng ta chỉ còn kéo công nội địa chỉ khoảng 30 km. Đấy một lợi thế không hề nhỏ mà không có một quốc gia nào có thể có được. Chính vì thế, đấy là lợi thế thứ hai. Và cái chính trị Việt Nam ổn định nữa, cái này là chúng ta là được tự hào. Vì vậy nên là chúng ta có rất nhiều điểm sáng. Vì vậy chúng ta phải chủ động được kênh thông tin nước ngoài. Có nghĩa là chúng ta phải có một hệ thống mà được nhà nước khuyến khích là kênh thông tin nước ngoài cần mua thì doanh nghiệp Việt Nam phải bắt được ngay. Khi bắt được cái đấy, chúng ta sẽ có 4 điểm lợi. Điểm lợi thứ nhất là chúng ta sẽ gặp được đúng khách hàng cuối cùng, có nghĩa là người mua cuối. Còn hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phải bán qua công ty trung gian, chính là những công ty Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan đang sống ở đất nước Việt Nam mình. Đấy, thế chúng ta sẽ bắt được người mua cuối. Thứ hai là chúng ta đón sóng được thay đổi của thế giới. Từ nãy giờ cả buổi hội thảo chúng ta nói về việc đấy là thế giới đang bị thương. Mà cụ thể nhất đấy là cuộc chiến tranh của Ukraine và Nga. Nhưng mà các bạn hiểu là trong nguy bao giờ cũng có cơ. Khi mà có chiến tranh thì chắc chắn sẽ có sóng. Cái đấy chúng ta không phải bàn. Chắc chắn có sóng, chắc chắn sẽ có những nhu cầu được thay đổi và được phát sinh. Mà chúng ta mà bắt được cái nhu cầu đấy thì chúng ta sẽ làm vua. Chúng ta sẽ bán được rất nhiều hàng. Cụ thể bây giờ đây này, khi mà Nga cắt khí đốt của châu Âu thì một loạt các cái nhu cầu về khí đốt, về củi đốt này, viên nén mùn cưa này, củi mùn cưa này, viên nén chấu này và than củi tăng rất mạnh. Tôi nói với các bạn cách đây 4 năm khi mà cái dịch Ebola nó bùng nổ ở cái châu Phi thôi. Ebola là dịch xuất phát từ một con vật ở trong rừng châu Phi. Khi mà cái dịch đấy phát ra thì làm cho các nước Trung Đông không muốn nhập khẩu than từ châu Phi. Chỉ nội có cái việc đơn giản thế thôi nhá, mà làm cho giá than của Việt Nam đã tăng đến 50%. Và Việt Nam xuất khẩu thay cho cả Lào, Campuchia, vì hai đất nước đấy không có đường bờ biển. Đấy chính là trong nguy có cơ hội. Hoặc năm ngoái khi mà Trung Quốc và Ấn Độ có cái trục trặc ở phía biên giới, một cái là giá quế hồi và giá ván bóc của Việt Nam tăng cao, giá gỗ Việt Nam tăng cao. Chính vì thế nên là khi mà Nga và Ukraine có chiến tranh ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy đấy là cơ hội. Và ngành của tôi, khi tôi làm xúc tiến 17 năm nay, tôi nhìn rất rõ cơ hội. Thứ nhất là cơ hội về gỗ. Nga người ta gọi là rừng bạch dương xương trắng nắng tràn mà. Nó giữ một cái lượng gỗ thông và gỗ sồi quá lớn của châu Âu. Vì thế nên là giá gỗ hiện nay đang tăng cao. Đấy là điểm tốt khi Việt Nam có gỗ keo, gỗ thông, gỗ bạch đàn và gỗ cao su. Quá hay.
Cái thứ hai nữa là giá lúa mì của thế giới bị tăng. Thứ ba nữa là giá dầu ăn của thế giới tăng. Đấy là ba mặt hàng thiết yếu mà chúng ta nhìn thấy cơ hội nhưng chúng ta không làm gì được. Thế thì ở đây, chính vì thế chúng tôi đưa sang một chúng tôi suy ra cái lợi thứ tư khi mà chúng ta chủ động được kênh thông tin, đấy là chúng ta không phụ thuộc vào thị trường quen thuộc. Ví dụ như là chúng ta đã có nửa năm ngoái chúng ta nói liên tục về việc là chúng ta phụ thuộc vào đường biên của Trung Quốc. Xin lỗi các quý vị đại biểu, khi chúng ta xuất khẩu qua đường biên là chúng ta xuất khẩu vào cửa hậu nhà người ta. Tôi xin phép dùng là cửa hậu, có nghĩa là cửa đường biên. Cửa hậu là cửa người ta muốn đóng thì đóng. Còn nếu chúng ta mà đang chính chính chúng ta đi đường biển ấy thì họ không thể đóng được vì hiệp ước tế không cho họ đóng. Chính vì thế nếu chúng ta chủ động được thương mại, chúng ta sẽ vào được đường biển. Mà khi chúng ta đi đường biên ấy, thì chúng ta chỉ bán cho 2-3 tỉnh sát Việt Nam là tỉnh phía Nam. Đấy không phải là những tỉnh giàu. Và những tỉnh giàu nó nằm ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân. Đi đường biển vào ấy, chi phí đường biển vừa thấp mà trong khi chúng ta tiếp cận được khách hàng giàu. Đấy mới là con đường để tăng trưởng xuất khẩu và tăng được lãi suất. Nên từ đấy thì tôi suy ra cái kế thứ hai mà tôi muốn hiến cho chính phủ. Đấy chính là đẩy mạnh đội ngũ bán hàng thương mại. Trong bất cứ một công ty nào, tôi xin nhắc lại là trong bất cứ một công ty nào đều phải có một cái đội ngũ đấy là sale bán hàng. Cái doanh nghiệp mà chỉ có người sản xuất thôi mà không có bán hàng, không có đội ngũ sale thì đấy là doanh nghiệp hỏng về cấu trúc. Và bán hàng không tốt, doanh thu không tốt thì không bao giờ tăng trưởng. Vậy thì đối với nền kinh tế chúng ta phải thúc đẩy chung những cái người xuất khẩu. Nhưng đặc biệt phải xuất khẩu, đấy là phải thúc đẩy đội ngũ làm thương mại. Đấy là thúc đẩy công ty thương mại. Nhưng hiện nay chúng ta đang làm việc đấy không tốt vì có thể là đang chưa nhìn ra. Tại sao tôi dám khẳng định điều đấy? Vì doanh nghiệp thương mại của chúng ta đang thua trên chính sân nhà. Chúng ta rất mất nhiều thời gian để chúng ta giành được 10 đến 20% cái thuế nhập khẩu của đầu bên kia giảm đối với các FTA. Là những cái người nhập khẩu hàng từ Việt Nam họ sẽ được giảm thuế nhập khẩu đầu bên kia. Nhưng mà doanh nghiệp thương mại Việt Nam thì đang phải báo tăng hơn so với các doanh nghiệp thương mại của nước ngoài tại Việt Nam 10%. Vì sao thế? Vì doanh nghiệp Việt Nam khi mua hàng từ những nhà máy sản xuất thì không hoàn được thuế VAT hoặc là rất khó hoàn thuế VAT. Làm cho họ có tâm lý cộng thêm lãi vào. Nếu chúng ta muốn khuyến khích cái đội ngũ thương mại đấy, chúng ta chỉ cần cho họ giảm thuế VAT đầu vào, hoàn thuế VAT nhanh là chúng ta sẽ đạt được cái thuận. Chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu, đấy là thúc đẩy đội ngũ thương mại. Và khi chúng ta thúc đẩy được đội ngũ thương mại ấy, thì có một cái hay như này mới là hay này. Xin phép là tôi lấy hơi nhiều thời gian của hội nghị, nhưng mà tôi nghĩ là đây là một chi tiết rất là thú vị. Khi chúng ta mà thúc đẩy được đội ngũ thương mại thì chúng ta không những là làm cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu đi mà cái lãi thương mại đấy nó nằm tại Việt Nam. Vì các bạn tưởng tượng ví dụ như một cái áo sơ mi của anh nhà anh bán. Áo sơ mi bán ra khoảng độ 8 đô la đến 10 đô la một chiếc. Thì cái nhà máy để lãi khoảng 1 đô la. Nhưng công ty thương mại người ta có thể lãi đến cùng 1 đô la luôn. Hoặc 2 đô la luôn. Thì có nghĩa là cái công ty thương mại đấy họ không có hệ thống sản xuất. Họ chỉ có kiến thức thương mại thôi. Họ đã lãi bằng một nhà máy sản xuất rồi. Và có cái hay đấy là những cái brand name ấy, có nghĩa là những cái thương hiệu lớn của nước ngoài thì họ lại muốn qua mua qua công ty thương mại. Vì sao? Nó có một cái triết lý rất là rõ ở đây là nếu họ mua qua công ty sản xuất ấy, thì công ty sản xuất mà hàng làm không tốt thì cố tống hàng lên công. Còn công ty thương mại họ không có tình cảm với hàng đấy, họ không phải bỏ tiền ra để sản xuất, họ sẽ loại cái hàng đấy một cách lạnh lùng. Đấy chính là một cái triết lý mà người ta rất muốn được mua qua công ty thương mại. Mà nếu chúng ta không phát triển được đội ngũ thương mại đấy, mà đội ngũ thương mại đấy là Hàn Quốc hoặc là Singapore ở Việt Nam, chúng ta sẽ mất luôn cái doanh thu đấy, cái lãi đấy, cái lượng tiền đấy. Có lẽ là lợi ích thì chắc mình cũng đều thống nhất được. Để xem có cái kiến nghị gì thực sự, ví dụ như là phát triển cái đội ngũ thương mại, công ty thương mại thì mình có thể thêm một kiến nghị nữa. Vâng, thế thì xin phép được tua nhanh một tí là muốn thúc đẩy được đội ngũ thương mại thì đầu tiên đấy là phải cho hoàn thuế VAT nhanh. Đấy là việc chỉ là hậu kiểm thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ làm cho người thương mại không có tâm lý cộng thêm rủi ro vào đấy. Cái thứ hai nữa mà tôi muốn phát triển, cái ý thứ ba mà tôi muốn là đóng góp ấy, đấy là chúng ta phải khuyến khích được đội ngũ sản xuất để xuất khẩu. Hiện nay đội ngũ sản xuất mà xuất khẩu là bị sợ xuất khẩu. Vì hai lý do.
Những công ty sản xuất hiện nay khi họ thành lập doanh nghiệp họ chỉ khoe là họ có bao nhiêu công nhân thôi. Nhưng mà đôi khi hỏi họ là họ có bao nhiêu sale để bán hàng ra quốc tế thì họ bảo là không có công ty, không có nhân viên nào. Vì sao? Vì chúng ta cần phải đưa đội ngũ làm xuất nhập khẩu về địa phương để phục vụ doanh nghiệp. Hiện nay cái đội ngũ các em học đại học ngoại thương xong là ở lại Hà Nội. Thế là những cái xưởng sản xuất ở các tỉnh thiếu nhân lực. Tìm cái người làm nói được tiếng Anh còn khó, nói gì đến nghiệp vụ xuất khẩu. Một cái nữa là chúng ta cần phải đưa các cán bộ thanh toán quốc tế của ngân hàng về các cái ngân hàng địa phương. Thì cán bộ mà thanh toán quốc tế giỏi thì lại nằm ở hội sở, trong khi là cán bộ thanh toán quốc tế ở ngân hàng địa phương kém. Làm cho là họ tư vấn cho những doanh nghiệp yếu, nên doanh nghiệp sợ, cứ nghe đến xuất khẩu là sợ. Đấy chính là một số những chính sách mà chúng ta cần phải khuyến khích. Và khi mà chúng ta đưa được cái đội ngũ xuất khẩu trực tiếp mà họ có nhân lực thì họ mới xuất khẩu được. Chứ còn về bản chất những ông chủ sản xuất đấy đợi họ xuất khẩu trực tiếp thì phải đợi đến thế hệ sau, có nghĩa là con của họ mới sẵn sàng. Nên là nếu chúng ta mà chỉ khuyến khích chung mà chúng ta không tập trung vào đối tượng thương mại, chính là đối tượng mà rất là active, rất là năng động, thì chúng ta không thể đẩy được xuất khẩu. Và nếu chúng ta đã đẩy được cái đội ngũ thương mại đấy thì chúng ta sẽ có thêm một cái lượng tiền rất lớn mang về chỗ quốc gia. Đấy là họ buôn từ nước nọ sang nước kia, có nghĩa là buôn hàng từ Trung Quốc, từ Malaysia sang châu Âu, chứ không chỉ lấy hàng từ Việt Nam đi. Lẽ rất xin phép là vì theo tôi thì cái kiến nghị cũng khá là rõ. Vâng. Rất là cảm ơn anh Tuấn Việt. Vâng. Thì cái này thì tôi nhận thấy rằng là rõ ràng là cái quan điểm của doanh nghiệp hiện nay cũng khá là tương đồng với lại một số quan điểm của chúng ta nhận định là một trong những động lực vẫn là xuất khẩu. Và làm thế nào để cái xuất khẩu nó tốt hơn? Thì đây tôi tạm gọi một cách nôm na nó là thiết lập một kênh bán hàng. Đúng. Nhưng rồi. Kênh bán hàng này nó không phải chỉ là một người như đúng anh rồi. Tuấn Việt nói, mà đây là một hệ thống, một thế hệ, không hẳn một hệ thống. Một hệ thống nó bao gồm từ thanh toán, từ kỹ năng, từ con người, từ các cái platform, là các đúng cái rồi. Phương tiện. Thì theo tôi là cái kiến nghị này rất là hay, và chính phủ thì nên có chính sách. Ví dụ như anh Tuấn Việt có nói rằng là có thể là chính sách thuế, nhưng chính phủ hoàn toàn có thể nghiên cứu sâu sắc hơn và làm sao để thúc đẩy cái khâu ta gọi là trung gian bán hàng. Là tôi rất là đồng ý và rất cảm ơn anh Tuấn cảm ơn chia sẻ với lại hội nghị ạ. Hội nghị. Và như vậy thì cái nhận định của chúng ta cũng đã được kiểm chứng, đúng không? Đây là cái mà thứ nhất. Cái thứ hai là tôi lại có một cái quan sát thấy thế này. Thứ nhất là trong những cái giải pháp mà để tiếp tục sau đây chúng ta duy trì và phát huy phát triển cái tốc độ tăng trưởng, thì chúng ta đều biết rằng là chúng ta kiểm soát rủi ro. Đây là một trong những yếu tố các cái tác động. Trong những cái tác động rủi ro thì nó có một cái gọi là cái thị trường vốn, bao gồm thị trường vốn tín dụng, ngân hàng, thị trường cổ phiếu, cổ phần và thị trường trái phiếu. Đấy là một trong những giải pháp, ví dụ như anh Lực cũng đề ra là trong tương lai thì mình cần phải có những cái ta gọi là lành mạnh hóa. Đây nhá. Tôi cá nhân tôi thì tôi rất không thích những cái từ mà theo tôi là không phản ánh chính xác cái chủ trương hiện nay là siết, là hạn chế, là bóp, vân vân. Theo tôi đấy là cái mà ta tạm gọi có lẽ đấy là những cái thứ mà là ngôn từ của thông tin thôi. Còn ở đây bản chất chúng ta phải thống nhất với nhau là lành mạnh hóa, minh bạch và phát triển bền vững để trở thành một kênh hiệu quả, đúng không? Đấy là cái mà chúng ta, tôi thì tôi muốn là chúng ta nên cũng giúp chính phủ, giúp tất cả các bên đều thống nhất cái nhận định đấy. Nhưng ngược lại thì theo quan sát của tôi lại có, ví dụ như IMF lại nói rằng là cái việc mà chúng ta lành mạnh hóa, nó cũng lại, IMF trong bài của Phan Xoa nói rằng là không cẩn thận chúng ta lại có, đấy là một tiềm ẩn rủi ro. Một số chuyên gia ở đây cũng có như vậy. Thì tôi ở đây thì tôi muốn làm rõ hơn câu chuyện này. Ngày hôm nay thì tôi thấy có một số đại biểu đến từ, ví dụ như anh Tiến Dũng, không biết anh Dũng có đây không ạ? Đến từ công ty chứng khoán Bảo Việt, chắc là không có đâu. Hay là anh Nguyễn Thanh Kỳ, vâng, đến từ Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán. Thế thì trước cái bối cảnh như vậy thì anh có, từ một cái doanh nghiệp theo tôi là rất chuyên môn đúng không, anh có thể có 2-3 phút thử xem rằng là thế thì sắp tới cái giải pháp đưa ra là lành mạnh hóa thị trường vốn ấy, thì anh có kiến nghị gì nó thiết thực không ạ? Xin mời anh Kỳ ạ. Anh có 3 phút ạ, vì thời gian bây giờ cũng... Thì trước hết là tôi thấy cái hội thảo hiện nay rất là hay và rất là thực tế và rất hiệu quả. Ở đây thì tôi về lĩnh vực chứng khoán và
Thì tôi thấy trong thời gian vừa qua thì cả chính phủ, cả quốc hội đều rất quan tâm. Và sau khi mà có cái tình hình thị trường diễn biến á, thì ngay Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức một cái cuộc họp, mà hôm đấy thì có cả anh Lực là cũng tham gia dự ở đấy mà phát biểu cũng rất là hay. Và có thể nói là chính phủ cũng như là quốc hội cũng đã đưa ra những cái giải pháp rất là quyết liệt. Tôi cho rất là quyết liệt trong cái thời kỳ hiện nay. Và chưa có một cái thời kỳ nào mà chính phủ và quốc hội quan tâm đến cái thị trường vốn như thời kỳ này. Ở đây thì tôi xin đề cập một vấn đề là tại sao tình hình nó có những cái sụt giảm như thế này. Tôi cho cái cơ chế chính sách của chúng ta vẫn đang ở trong cái tình hình chưa chắc chắn, chưa có một cái gọi là quyết liệt hơn và chưa có một cái thực tế hơn. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái hình thức phạt gấp 10 lần lên, nhưng cái hệ số, cái gốc để mà phạt như thế nào là chúng ta cũng chưa xác định ra được. Vì vậy tôi mong muốn rằng là phải có một cái chỉnh sửa lại về cơ chế chính sách để phù hợp với tình hình đặc thù hiện tại của cơ chế thị trường hiện nay, và trên cơ sở đó thì vận hành một cách nó thông thuộc hơn, nghiêm cấm cái chuyện là cấm đoán, và thấy xảy ra những hiện tượng này rồi thì ta có lại thì nó sẽ làm cho thị trường nó sẽ méo mó đi. Thì thôi, có lẽ là báo cáo với anh Hiếu là vì anh cũng đột xuất cho nên tôi cũng xin phép phát một trai ý như thế. Vâng, rất là cảm ơn anh, bởi vì ở đây thì chúng ta là trao đổi thảo luận mở để tìm ra các cái giải pháp, và chúng ta cũng không hạn chế các ý kiến đa chiều khác nhau. Đấy là cái mà chúng tôi nhìn nhận cái bản chất của hội thảo này là như vậy, để từ đó chúng ta tìm ra cái giải pháp tốt nhất. Ở đây thì có lẽ rằng là thời gian thì của chúng ta vẫn còn một ít để cho các cái đại biểu tham gia hội thảo ngày hôm nay. Tôi thì cũng không chỉ định nữa, thì tôi xin hỏi là thế trong cái hội thảo ngày hôm nay ở đây thì có ai có muốn xin mời, muốn thêm có ý kiến gì không? Nhưng mà với cái nguyên tắc ở đây hiện nay theo tôi là không quá 3 phút, bởi vì anh chị biết là quốc hội là việc kiểm soát giờ rất chặt. Vâng, tôi xin trân trọng cảm ơn đại biểu quốc hội đã chỉ đạo. Tôi thấy đây là cái hội thảo rất hay, và tôi thấy có một số báo cáo còn lặp lại, chắc hẳn báo cáo của ông chuyên gia IMF là nói lần thứ hai ở đây rồi. Đây, một số báo cáo đã nói một số nơi nào đó rồi nói lại lần này. Thì tôi có 3 cái ý thôi. Ý thứ nhất là vì đánh giá cái năm 2021 là một cái năm quan trọng, thì tôi nghĩ là không nên là chỉ dựa trên 2018, 2019, 2020, mà tôi nghĩ là nhìn trong một cái đoạn dài khoảng 70 năm cơ. Nhìn trong một cái trường đoạn 70 năm. Tức là chúng ta nhìn cái tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam từ năm 1975 kéo dài cho đến năm 2045, nghĩa là kéo dài khoảng 70 năm. Chúng tôi chia làm 3 phiên bản. Phiên bản thứ nhất là năm 1975 cho đến năm khoảng 1986. Như vậy là đây cái phiên bản đầu tiên á, chúng ta đưa ra một câu khẩu hiệu là Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, và sau đó thì không tiến được. Đó là phiên bản thứ nhất, tôi cho rằng không thành công. Phiên bản thứ hai từ năm 1994, chúng ta đi phiên bản thứ hai là quyết định đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Và chỗ đó cho đến bây giờ, đến năm 2022 chúng ta mà là nước thu nhập trung bình thấp. Do đó chúng ta phiên bản thứ hai cũng không thành công. Như vậy chúng ta làm hai nháy đã không thành công rồi. Bây giờ còn cái nháy cuối cùng rồi thôi. Là bắt đầu từ năm 2021, đây là lần làm lại lần ba, quả tam ba bận rồi. Tôi cho rằng đây là chúng ta đã định vị lại. Năm 2021 Việt Nam định vị lại rất chính xác. Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp, và chúng ta cứ gắng 10 năm nữa sẽ là nước thu nhập trung bình này, và cố gắng là thu nhập trung bình cao vào 2030, và để 2045 là nước có thu nhập cao. Cho nên tôi cho rằng cái năm 2021 sẽ là cái năm mở đầu cực kỳ quan trọng cho một cái phiên bản thứ ba của công nghiệp hóa. Cho nên nếu mà nói lúc này giờ là chưa đủ độ, chỉ là sửa chữa về mặt kỹ thuật chứ không phải là sửa chữa về mặt chiến lược. Tôi cho rằng cái nhìn nhận lại đoạn này, đó là điểm thứ nhất. Nhưng phần này phải bàn thêm nữa bởi vì không còn nhiều hội thảo. Cái điểm thứ hai ấy, thì tôi thấy rằng là tất cả các đánh giá đều rất hay,
Nhưng mà có một cái chỗ này, cái chỉ số lạm phát của Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số năng lượng, giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu mỏ. Tôi cứ theo dõi, còn năm nào mà giá dầu lên là giá lạm phát lại lên, cứ thế là lên, tỷ lương lại lên, nhưng đặc biệt là chỉ số năng lượng. Vậy thì tôi nghĩ một vấn đề thế này, vậy thì cái luật năng lượng Việt Nam đã đáp ứng cái sứ mạng của nó chưa? Luật năng lượng Việt Nam phải làm thế nào? Một là chi phối được cái giá năng lượng, thì mới đó là cái sự tác động của nhà nước. Và cái này sứ mạng này thuộc về Quốc hội, thuộc về người lập pháp. Bỏ đây con đại biểu Quốc hội rồi, ngày biểu Quốc hội ngồi rồi mà chưa nói được là chưa thành công. Phải chỉnh lại cái luật năng lượng để luật năng lượng đó có khả năng giữ được cái giá năng lượng. Thứ hai là thay đổi cơ cấu năng lượng. Và thứ ba là tiết kiệm năng lượng. Thì tôi thấy cái luật này chưa thành công, và tôi cho cái đó là phải hoàn thiện trước cái đó. Liên quan đến cái chỉ số giá, theo rằng là Việt Nam hay bị cái này. Này, cứ dính liên tục, đưa ra một cái quỹ bình ổn, nó chỉ để cho vui, không giải quyết cái gì hết á. Lên cứ lên, này. Rồi sau đó là đổ lỗi lung tung hết cả. Tôi cho rằng cái đoạn này là do cái luật, cái sứ mạng của luật năng lượng Việt Nam chưa đủ tầm để cho một cái chiến lược dài hạn. Đó là cái điểm thứ hai tôi cho rằng là cần phải làm kỹ đoạn này. Cái điểm thứ ba thì tôi về rất là ngẫu nhiên. Tôi cho rằng có một nhận định mà chưa có ai nói. Đó là năm 2021 và năm đầu năm 2022 đó là cái điều kiện thương mại Việt Nam được cải thiện đáng kể. Tôi thấy cái ông gì tổng cục thống kê ông cũng không nói. Tôi thấy rất tiếc cái này. Tức là cái chỉ số xuất khẩu Việt Nam đã tăng khoảng 3%. Tôi lấy số liệu ngân hàng thế giới so với cái chỉ số nhập khẩu. Tức là chúng ta lãi rất nhiều và có cái anh gì đồ gỗ vừa nói xong. Đó là cái điều kiện thương mại cải thiện đáng kể. Và do đó cái tốc độ tăng trưởng thương mại Việt Nam là theo cấp số nhân. Các anh đi mà xem, chúng ta lên đến 600-670 tỷ rồi. Mà năm nay khả năng là 750 và đến 2025 Việt Nam khả năng 1.000 tỷ. Tôi cho rằng đây là một cái vẫn rất hay mà không thấy nào ở đoạn này. Mà điểm nữa tôi xin trao đổi thêm thôi. Tức là khi nói đến kinh tế số, chúng ta nói đến cái tốc độ tăng trưởng ngoài kỳ vọng. Chúng ta thấy những cái vụ mà bắt là chơi tiền bạc ở trên mạng thì hàng nghìn chục nghìn tỷ. Như đó chúng ta là kinh tế số có khả năng tăng trưởng rất cao. Và chúng ta quan sát là 33 năm vừa rồi, kinh tế Việt Nam tăng trưởng là 34 lần. Vậy thì chúng ta sẽ còn lại khoảng 30 năm nữa. Nền kinh tế Việt Nam sử dụng kinh tế số có thể tăng lên 33 lần nữa. Chúng ta có khoảng 10.000 tỷ đô la vào năm 2045. Ở 2050, tức là bằng Trung Quốc cách đây khoảng 7 năm. Tức là đó là một cái lực lượng cực mạnh. Và do đó chúng ta cần phải có một cú hích mạnh hơn. Và đặc biệt là về vật thể chế, tôi cho rằng thể chế chúng ta bí. Đặc biệt và một cái điểm nữa là chúng tôi thấy là quan sát vừa qua, có một anh gì vừa nói, chúng ta thấy là M1, M2, M3 trong chính sách tiền tệ Việt Nam bộc lộ sự lúng túng và yếu kém của ngân hàng nhà nước. M1 có xu hướng giảm bởi vì người ta dùng bây giờ là ít dùng tiền mặt. M2 thì bất định bởi vì lãi suất là không ổn định. M3 Việt Nam là rối loạn. Đấy. Thì tôi cho rằng cái điểm này M3 Việt Nam là rất kém. Đấy. Và cái này phải kỷ luật những cái người làm ở ngân hàng để những anh nào chuyên gia ngân hàng phải đem ra kỷ luật nặng. Đấy. Vì không đủ tâm chuyên gia. Thì tôi xin hết ý kiến. Và xin cảm ơn. Nhưng mà thời gian nó trôi rất là nhanh. Anh cũng phát biểu đến 5 phút rưỡi đấy ạ. Có lẽ là thời gian thì chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để muốn nói với nhau, để trao đổi. Nhưng mà tôi thì cũng không chỉ trực ban tổ chức thì sẽ kết luận, nhưng cá nhân tôi thì có mấy cái trao đổi thế này này. Có lẽ tôi rất mong muốn là cái diễn đàn này phải được tiếp tục ở hai cái khía cạnh thế này này. Cái thứ nhất là hiện nay những cái bức tranh thuận lợi về vĩ mô, về những cái yếu tố mà chúng ta đang triển khai thì có lẽ rằng là có thể bàn thêm, nhưng chưa phải là ưu tiên, bởi vì chúng ta đã hình thành những cái chính sách. Và cái vấn đề lớn nhất hiện nay của chúng ta là tăng cái tốc độ thực thi các cái chính sách mà chúng ta đã có. Nhưng có hai cái mà hôm nay tại hội thảo thì cá nhân tôi với tư cách từ một cơ quan lập pháp thì tôi nhận thấy rằng là chúng ta đã điểm ra được đâu đó những yếu tố rủi ro, những cái tác động bất lợi đến nền kinh tế, nhưng chưa có thời gian để bàn sâu về những giải pháp để ứng phó với lại những cái bất lợi đó. Rất điểm rất qua báo cáo với anh Lực và anh Lâm và các anh chị ở đây. Mà cái này lại quan trọng. Như vậy cái mà chúng ta đang làm rồi thì chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ cũng quan trọng, nhưng cái này rất quan trọng. Và như vậy thì cái tiếp theo của cái diễn đàn này tôi rất mong muốn ban tổ chức là diễn đàn dự báo kinh tế ứng phó với những nhận diện và ứng phó với những rủi ro tác động. Bởi vì cái này nó mới là cái yếu tố mà theo tôi là lại rất là quan trọng. Và như vậy hẳn một chuyên đề chỉ nói về không thuận lợi nữa. Đặc biệt là chúng ta chỉ nói về những cái nhận định chính xác. Và tôi rất mong muốn và cái đấy là cái kết quả thứ nhất của cái diễn đàn này. Ví dụ như nói thế thôi, lạm phát, nguyên vật liệu tăng giá, vấn đề về giá xăng dầu,
rồi vấn đề về như chúng ta vừa nói đấy là cái khó khăn của doanh nghiệp. Thế hôm nay mình chưa có điều kiện thôi chứ doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều khó khăn đúng không? Như vậy thì ứng xử của chúng ta như thế nào? Liệu cái gói phục hồi đã đáp ứng được cover, đã bao gồm được tất cả những khó khăn của doanh nghiệp chưa? Đấy, vấn đề về logistics vân vân. Và một cái điểm thứ hai nữa là như tôi vừa nói là nếu như chúng ta có thể phát triển mạnh hơn, nếu khai thác được tốt hơn cái tiềm năng, chúng ta gọi là những cái tiềm năng mà chúng ta có cái cơ hội để phát triển. Ví dụ như một doanh nghiệp nói là trong nguy có cơ. Như vậy là các cái ngành mà cấm vận, các biện pháp cấm vận thì lại lẩy sinh ra về năng lượng, ví dụ như là cái gọi là viên gỗ chẳng hạn, đúng không? Những cái năng lượng thay thế thì rõ ràng là chúng ta gọi là trong nguy có cơ, hay là cái xuất khẩu của chúng ta còn rất nhiều tiềm năng. Tôi khẳng định là các FTA của chúng ta, liệu chúng ta đã đạt được hết cái tiềm năng như anh Lực nói là cái tiềm năng của chúng ta đứng thứ hai, nhưng thực tế của hiện nay của chúng ta như thế nào? Nên là một cái phiên bản tiếp theo của cái diễn đàn này tôi rất mong muốn là tạp chí dự báo đóng góp cho chính phủ thiết thực, nếu như chúng ta tập trung chỉ thảo luận là tiềm năng của chúng ta hiện nay đang nhận diện là có những cái tiềm năng sắp tới là gì trong bối cảnh 2022 và những năm tiếp theo, và làm thế nào để chúng ta tận dụng được cái tiềm năng đó. Anh Đạt nói về kinh tế số đúng không? Chúng ta nói về FTA đúng không? Chúng ta nói về xuất nhập khẩu đúng không? Chúng ta rồi một số cái ngành có thể rất mới nữa mà chúng ta cũng chưa biết nữa, chúng ta có nhận định được không? Thì tôi cho rằng là cái hội thảo hôm nay là so với cá nhân của tôi đến đây thì có lẽ là vượt quá kỳ vọng của tôi. Theo tôi là rất nhiều thông tin nó tương đối là cụ thể, có bằng chứng. Và tôi thì cũng không chiếm nhiều thời gian của các anh chị nữa. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh chị đến tham dự diễn đàn này. Và bây giờ thì tôi xin nhường lời cho ban tổ chức. Xin mời anh Lực ạ. Rất là cảm ơn anh Phan Đức Hiếu kết luận, tức là tổng luận rất là tuyệt vời. Tôi rất đồng tình. Báo cáo với anh chị là tôi xin đúng một phút nói hai việc. Một là rất đồng tình với ý kiến của anh Hiếu là chúng ta nên có một cái trao đổi sâu hơn. Cái này Thủ tướng cũng chỉ đạo rồi. Quốc hội cũng đã có kiến rồi. Làm thế nào để tăng khả năng chống chịu kinh tế Việt Nam chúng ta với cú sốc bên ngoài. Vừa rồi anh Tuấn ở nơi nói về sự xuất khẩu rất lạc quan. Nhưng xin thưa là chúng tôi không lạc quan như vậy với xuất khẩu của chúng ta. 70% FDI thì đương nhiên đấy là cũng là một cái chuyện chúng ta phải bàn chứ. Đúng không ạ? Hay là gì ạ? Trong cái phần chúng ta tăng xuất khẩu năm nay dự báo như chúng tôi là khoảng 15-17%. Thì trong đó một nửa là do tăng giá. Đúng không ạ? Chỉ được một nửa là tăng lượng. Tài chính như thế. Thế thì như thế cái chuyện bền vững này nó sẽ thiếu bền vững. Đúng không anh Việt? Rất chính xác. Cái thứ hai là gì? Cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp nói thế thôi. Thu hẹp gớm lắm. Đúng không ạ? Đấy là thứ nhất. Thứ hai, những chuyện liên quan đến chuyện là gì, là thiếu bền vững hay là những cái chuyện ta gọi là gì, năng lực chống chịu của chúng ta về những cái gọi là đệm, những cái liên quan đến dự trữ, an ninh về lương thực, an ninh về năng lượng, đúng không ạ? Bây giờ rất nhiều thứ, ví dụ về an ninh về năng lượng, hôm nọ tôi nghe anh chị em ở bên Bộ Công Thương có chia sẻ lại, chúng ta vẫn phải nhập các thứ khoảng 70-75% đầu vào an ninh năng lượng. Thế bây giờ cái chuyện giá nó lên như thế, chúng ta kiểm soát cái chuyện rủi ro đó như thế nào? Rất đồng tình với ý kiến của anh Hiếu như thế. Ý thứ nhất, ý thứ hai là đồng tình ý kiến của anh Nguyễn Thanh Kỳ ạ. Tức là hiện nay rất nhiều ý kiến thị trường, nhà đầu tư lo lắng về thị trường vốn của chúng ta gắn với bất động sản. Thì tôi rất đồng ý. Một là tính liên thông của bốn thị trường, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản. Ta lưu ý kiểm soát cái rủi ro hệ thống này. Ý thứ hai là chúng tôi đã kiến nghị với chính phủ rồi. Cách tiếp cận bây giờ tôi cho rằng là cực kỳ thông minh. Thông minh á, tức là một mặt vẫn để kiến tạo thị trường phát triển, mặt khác vẫn là kiểm soát được rủi ro. Thế thì đâu là cái điểm tối ưu ấy? Chính sách, nó là vô cùng quan trọng. Chứ bây giờ thái quá cũng không được, lỏng quá cũng không xong. Có anh Kỳ như thế. Cho nên mình phải tìm một cái điểm, tôi gọi là gì? Là bây giờ ok, mình buộc chân con gà. Buộc chân con gà làm sao mà cho nó không lỏng quá, không chặt quá. Đúng không ạ? Để nó vẫn di chuyển được, để nó vẫn phát triển được. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái chúng ta phải bàn kỹ hơn trong tương lai. Và tôi hiểu là Thủ tướng ấy sẽ sớm có một cái diễn đàn riêng về bất động sản. Và trong Hồ Chí Minh ấy, thì tôi nghĩ cũng sẽ bàn kỹ về cái chuyện chúng ta đấy, thúc đẩy phát triển như thế nào, kiểm soát được rủi ro làm sao. Rất cảm ơn anh Hiếu và cảm ơn diễn đàn.
Kính thưa các quý vị khách quý, thì với mong muốn kết nối các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các doanh nghiệp cùng chia sẻ các cái góc nhìn, các cái bình luận dự báo kịch bản kinh tế Việt Nam trong năm 2022-2023 và triển vọng tăng trưởng kinh tế của các cái ngành kinh tế chính. Tạp chí Kinh tế Dự báo đã phối hợp với một số đối tác để tổ chức cái sự kiện diễn đàn ngày hôm nay. Và trong hơn 3 tiếng vừa qua thì lãnh đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư, các chuyên gia cũng đã chia sẻ những quan điểm, những cái dự báo tăng trưởng kinh tế, đồng thời thảo luận những cái vấn đề chính sách, những cái thuận lợi khó khăn trong thực thi các cái mục tiêu tăng trưởng của năm 2022-2023, cũng như các cái mục tiêu trung hạn cho giai đoạn 2021-2025 và nhận diện các cái cơ hội cũng như các cái thách thức của các cái ngành trong cái bối cảnh đại dịch Covid vẫn đang tiếp diễn và cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang gây những cái có những cái thay đổi lớn về cơ hội cũng như các cái thách thức cho các quốc gia trên toàn cầu trong phát triển kinh tế, trong đó có Việt Nam. Và chúng ta cũng đã có một cái phiên thảo luận hết sức thú vị. Trong phạm vi diễn đàn ngày hôm nay thì có những cái vấn đề chúng ta cũng chưa giải quyết và giải đáp được ngay. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục các cái nỗ lực để kết nối thông tin, chia sẻ các cái góc nhìn đáng tin cậy về tương lai nền kinh tế cũng như là tương lai các ngành kinh tế của Việt Nam, để mà các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân quan tâm có thêm các cái căn cứ để đưa ra các quyết định của mình. Và tôi cũng tin rằng là những cái phân tích và những cái nhận định trong các cái dự báo được chia sẻ tại diễn đàn ngày hôm nay sẽ có những cái đóng góp tích cực không chỉ với các cái nhà hoạch định chính sách mà còn rất là hữu ích đối với các cái nhà đầu tư và đối với các doanh nghiệp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các diễn giả đã dành thời gian đến chia sẻ và trao đổi tại diễn đàn. Đặc biệt là cảm ơn ông Phan Đức Hiếu, mặc dù anh Hiếu thì đã vừa rời hội trường do có cái công tác đột xuất tại Quảng Ninh. Cảm ơn anh Phan Đức Hiếu đã có cái điều phối rất là tích cực tại phiên thảo luận của diễn đàn của chúng ta hôm nay. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty khí Việt Nam, nhãn hàng Đạm Phú Mỹ, Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau và Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức đã hỗ trợ tổ chức thành công diễn đàn này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu đã tới tham dự và chia sẻ tại diễn đàn, và rất mong sẽ tiếp tục được gặp lại các quý vị trong các sự kiện tới đây của Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Ví dụ như là vừa rồi, anh Hiếu cũng có một cái kiến nghị đấy, tức là tới đây có thể chúng ta sẽ tổ chức thêm một cái diễn đàn hay một cái hội thảo về các cái giải pháp ứng phó với các cái rủi ro, thách thức trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Và cuối cùng thì chúng tôi xin kính chúc các diễn giả, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin trân trọng cảm ơn.